Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 2456, ai đang bố cục ba? Trương Dương nói, tôi rất ghét người khác áp chế tôi. Giáo thụ Hoa nói, tôi cũng không thích áp chế người khác, nhưng anh cứ đòi thành lập độ tín nhiệm, trong ngắn hạn thành lập độ tín nhiệm thì chỉ có loại phương pháp này. Trương Dương, anh có tin tôi thực sự có thể đưa tất cả chuyện của anh ra ngoài ánh sáng hay không? Trương Dương cười một tiếng, vị lão gia tử trước mắt này có chút sâu không lường được, thực sự chọc giận ông ta, phỏng chừng chuyện gì ông ta cũng dám làm. Giáo thụ Hoa nói, thật ra sự tồn tại của tôi không phải là uy hiếp của anh, ngược lại sẽ giúp cho anh không ít, người không phong lưu uổng thiếu niên, khi tôi trẻ tuổi cũng từng phong lưu, tâm tình hiện tại của anh tôi minh bạch, chỉ cần giúp tôi làm tốt chuyện này, tôi sẽ dạy cho anh một biện pháp lưỡng toàn tề mỹ. Trương Dương nói, là sao, Giáo thủ Hoa mỉm cười nói, thật ra trên đời này có rất nhiều loại biện pháp để anh có thể vừa cắn tay gấu vừa được ăn cá. Trương Đại Quan Nhân phát hiện giáo thủ Hoa trước mắt này đích xác là chuyên gia tâm lý. Vào lúc đánh mình một gậy đồng thời cũng không quên kích phát hy vọng trong lòng mình, độ tín nhiệm của Trương Đại Quan Nhân đối với ông ta tuy rằng vẫn bảo trì ở trình độ thấp, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, mình ở rất nhiều phương diện suy nghĩ giống như giáo thụ Hoa. Cho dù giáo thủ Hoa không tìm mình thì hắn cũng sẽ ra tay diệt trừ tập đoàn rửa tiền. Trương Dương sau khi châm trước thì gật đầu nói, một lời đã định. Giáo thủ Hoa nói, anh cứ yên tâm, sau khi chuyện này chấm dứt tôi cam đoan trong bất kỳ ai cũng sẽ không tìm anh gây phiền toái nữa, trong lúc chúng ta hợp tác, giáo anh là người liên lạc duy nhất của anh, anh đối với an bài này có hài lòng không? Trương Dương nói, cũng được. Giáo thủ Hoa nói, tang bối bối sống hay chết thì anh chắc biết rõ để tỏ rõ thành ý của tôi, tôi sẽ thuận tiện gạch bỏ ghi chép về cô ta, về sau tổ chức cũng sẽ không tìm cô ta gây phiền toái nữa. Trương Dương nói, ngài thật đúng là một người sảng khoái. Audio điện tử võ tấn bền Giáo thụ hoa nói, đi tìm giáo anh đi, cô ta sẽ nói cụ thể với anh là nên làm như thế nào. Trương đại quan nhân tới phòng bên cạnh, khác với căn phòng ánh sáng mờ ảo của giáo thụ hoa, nơi này đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường phía bên phải được gắn một bể cá cực lớn dài đến từ hai thước tới bốn thước lệ phù đang đứng đó thưởng thức cá bơi lội trương đại quan nhân tới phía sau cô ta cúi xuống ngửi ngửi phần cổ trắng ngần của cô ta lệ phù mỉm cười anh thuộc họ cho à trương đại quan nhân nói cảm giác bán đứng anh có phải rất sướng hay không lệ phù dịu dàng nói anh sao biết là em bán đứng anh trương dương nói còn phải hỏi nữa à lão hồ ly đó quan trọng hơn so với anh ư tay hắn nghịch tóc của lệ phù lệ phù nói ông ta chẳng những là lão hồ ly còn là một lão sắc quỷ trương đại quan nhân nhíu mày ông ta dám vô lễ với em ư giờ anh đi vặn gãy cổ lão lệ phù gắt anh điên à không ngờ muốn giết ông nội em trương đại quan nhân trợn mắt há hốc miệng gì cơ ông ta là ông nội em á lệ phù nói anh cho rằng thế nào chẳng lẽ tưởng ông ta là tình nhân của em ư trương đại quan nhân ôm lấy eo nhỏ của lệ phù rồi kéo cô ta xoay người lại trong mắt đẹp màu lam của lệ phù lóe ra nhiệt lực khiến hắn mê say hai người đứng đó nhìn nhau nghe thấy rõ ràng hô hấp của đối phương lệ phù bỗng nhiên ôm lấy cổ trương dương chủ động hiến dâng nụ hôn quần áo trên người bọn họ bớt đi từng chút một thân thể mềm mại mê người của lệ phù bị trương dương ép lên bể cá đùi đẹp quấn chặt lấy người trương dương như dây thường xuân từng con cá cảnh nhiệt đới bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn tất cả tụ lại cản một màn khiến cho người ta đỏ mắt tim đập phía trước. Rời khỏi tổng bộ quốc an, một lần nữa tới dưới ánh mặt trời, vẻ thẹn thùng và ửng hồng trên mặt lệ phù vẫn chưa hết. Trương đại quan nhân lái xe, khóe môi nở nụ cười. Lệ phù nhìn thấy hắn cười thì bỗng nhiên vươn tay ra nhéo đuổi hắn một cái, trương đại quan nhân đau đến nỗi ối giả một tiếng, nhà đầu, biến thái quá. Lệ phù trừng mắt lườm hắn một cái, anh mới biến thái, em không thể chịu nổi nụ cười xấu xa của anh. Trương Dương nói, anh từ lúc lớn lên đã vậy rồi, này, em nhéo anh, vậy thì anh sẽ ở trước mặt ông nội em dơ vết thương ra cho ông ta xem, để ông ta thấy cháu gái của ông ta ghê gớm thế nào, vừa cắn vừa cấu, anh hiện tại là mình đầy thương tích rồi. Lệ Phù không nhịn được bật cười, vì, ông ta chẳng thèm tin anh đâu. Trương Dương nói, có một chuyện, ông ta biết chuyện ấy giữa hai ta không? Lệ Phù nói, ông ta là lão hồ ly, không có chuyện gì là ông ta không phát hiện được. Có điều ông ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của. Chỉ cần em sống vui vẻ thì em muốn thế nào cũng được. Trương Dương nói, ông ta nói khi ông ta trẻ tuổi cũng phong lưu thành tính, em rốt cuộc có bao nhiêu bà nội. Lệ Phu nói, không nhớ rõ, dù sao ông ta ở các nơi trên thế giới đều có tình nhân, anh đã xem 007 chưa? Trương Đại Quan Nhân gật đầu, đương nhiên xem rồi. Lệ Phu nói, ông ta so với James Bond còn lợi hại hơn. Trương Đại Quan Nhân nói: "Thần tượng." Lệ Phù nói: "Hai người giống hệt nhau." Trương Dương nói: "Đúng rồi, ông nội em nói em sẽ dặn dò nhiệm vụ cụ thể cho anh, rốt cuộc là nhiệm vụ gì?" Lệ Phù nói: "Chuyện thứ nhất chính là nghe trộm Tiết Thế Luân." Trương Dương gật đầu, nếu điểm đáng ngờ trên người Tiết Thế Luân nhiều như vậy, bắt đầu từ hắn cũng là bình thường, Trương Dương nói: "Tiết Thế Luân làm người khôn khéo, muốn nghe trộm hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Lệ Phù nói, anh và Tiết Vĩ Đồng không phải huynh muội kết bái ư? Trước tiên nghe lén từ cô ta đi, có thể nắm giữ hướng đi của Tiết Thế Luân. Trương đại quan nhân nghe cô ta nói như vậy thì lập tức lắc đầu, Lệ Phù, anh nên nhắc nhở em. Tiết Thế Luân là Tiết Thế Luân, Tiết Vĩ Đồng là Tiết Vĩ Đồng, anh tuyệt không đồng ý các em coi Vĩ Đồng là mục tiêu. Lệ Phù nói, em cũng không phải hoài nghi cô ta, chỉ là một con đường để đạt được mục đích thôi. Trương Dương không ngờ thực sự trừng mắt với cô ta, không được, em nếu thực sự dám có chủ ý với Vĩ Đồng, đừng trách anh trở mặt với em. Lệ Phù hừ một tiếng, nhìn thấy bộ dạng trợn mắt của Trương Dương thì trong lòng không khỏi có chút trột dạ, ôm tay hắn nói, người ta chỉ là nói như vậy thôi mà, anh đừng nóng, em nghe lời anh, em nghe lời anh hết được chưa nào. Trương Đại Quan Nhân nói, em đừng có gạt anh. Không dám, em thề, em nếu lừa anh thì tùy anh xử trí em thế nào cũng được. Trương Dương lúc này mới thôi. Lệ Phù nhìn đồng hồ nói, đưa em tới sân bay. Trương Đại Quan Nhân hơi ngẩn ra, gì cơ. Trước đây Lệ Phù không hề nói cô ta sắp ra nước ngoài, cho nên Trương Dương cảm thấy có chút đột nhiên. Lệ Phù nói, em tối nay về Hong Kong bàn chuyện, một giờ sau là Tiêu Quốc Thành lên tàu từ Đông Kinh bay tới Kinh Thành, anh chẳng lẽ không muốn mang tới một cuộc gặp bất ngờ cho hắn ư? Trương Dương nói, Tiêu Quốc Thành về rồi à? Lệ Phù gật đầu, khi tiêu quốc thành đi ra khỏi sân bay thì sắc trời đã mờ, thoạt nhìn như một hồi mưa gió sắp kéo tới, vừa đến mùa này tiêu quốc thành liền bắt đầu không ngừng ho khan, y vừa ho khan vừa ra khỏi ống, bởi vì cúi đầu mà suýt nữa đâm vào ngực người đối diện, tiêu quốc thành vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói xin lỗi, sau đó muốn vòng qua đối phương, không ngờ đối phương vẫn chặn đường đi của y. Tiêu quốc thành lúc này mới ngẩng đầu, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tiêu tiên sinh, khéo vậy. Trương Dương tươi cười đứng trước mặt y, Tiêu Quốc Thành cũng mỉm cười, "Trương Dương, khéo thật, anh cũng ra nước ngoài à?" Trương Dương mỉm cười nói, "Đi tiến bạn." Tiêu Quốc Thành lúc này mới lưu ý tới cô gái xinh đẹp đứng phía sau Trương Dương, từ ánh mắt màu lam và khuôn mặt tinh xảo của Lệ Phù, Tiêu Quốc Thành lập tức phán đoán ra cô ta là con lai. Trương Dương giới thiệu Lệ Phù với Tiêu Quốc Thành, "Bằng hữu của tôi Lệ Phù. Đây là Tiêu tiên sinh." Lệ Phù ngọt ngào chào một tiếng cô ta tiếp lấy túi du lịch từ trong tay trương dương dơ dơ vé máy bay trong tay em phải đi rồi anh đừng tiễn em nữa về đi tiêu quốc thành cùng trương dương nhìn lệ phù đi xa y cười nói với trương dương cô gái này rất được trương dương cười nói cô ta là con lai trung pháp bằng hữu của tôi anh đừng nghĩ nhiều tiêu quốc thành cười ha ha nói sao nghe anh có chút dấu đầu lòi đuôi thế tôi có hoài nghi gì đâu anh đừng hoảng trương dương nói tiêu tiên sinh tôi không tin khi anh trẻ tuổi không có năm ba cô bạn gái thật ra hình tượng nam sĩ thành công của anh hiện tại cũng rất có mị lực mỹ nữ muốn bám lấy anh chắc so với ruồi bọ còn nhiều hơn tiêu quốc thành cười nói anh không phải là đang vòng vo mắng tôi ư trương dương nói không dám không dám tôi ở trước mặt anh luôn dùng lễ con cháu đúng rồi có người tới đón chưa tiêu quốc thành lắc đầu nói người cô đơn như tôi làm gì có ai tới đón trương dương nói tôi chở anh Tiêu Quốc Thành lên ô tô của Trương Dương, Trương Dương sau khi khởi động mới hỏi, đi đâu? Tiêu Quốc Thành nói, tới nhà chú Tiết của anh. Trương 2457, chạm vào tường 1. Tiêu Quốc Thành từ Nhật Bản trở về tới nhà Tiết Thế Luân là rất bình thường, nhưng Trương Đại Quan Nhân trải qua một phen nói chuyện với giáo thụ Hoa, trong lòng không khỏi thấy nghi ngờ, hai người này chắc không phải là lại bày ra âm mưu quỷ kế gì chứ, có câu không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con lần này cũng là một cơ hội không tồi trương dương giả bộ thản nhiên như không bất động sản của chú tiết thúc nhiều lắm anh đinh tới chỗ nào tiêu quốc thành nói số một yến tây trương dương hơi ngẩn ra hắn từng nhiều lần tới nơi đó kể ra thì khi tiết lão còn sống sau khi về hưu thì thường sống ở đó trên thực tế đã coi nơi đó là trốn dưỡng giả của ông ta từ sau khi tiết lão qua đời người của tiết gia đã rất ít tới chỗ đó Hôm nay Tiết Thế Luân và Tiêu Quốc Thành chọn gặp mặt ở đó, không biết có ý nghĩa đặc biệt hay không. Trên đường đang, mưa thu lại rơi, Trương Dương bật radio, từ trong vang lên một khúc dương cầm. Tiêu Quốc Thành nghe rất say mê, nhắm mắt lại, tay y gõ nhẹ lên tay vịn theo điệu nhạc, hòa cùng tiết tấu của mưa ngoài cửa sổ. Trương Dương quay sang nhìn, lúc này Tiêu Quốc Thành tràn ngập khí chất nho nhã, nếu như là người không biết y tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến y là thương nhân lăn lộn nhiều năm trong thương giới. Tiêu quốc thành bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt thâm thúy mơ hồ lóe ra lệ quang, vợ tôi lúc sinh tiền thường xuyên nghe bài này. Trương Dương nhớ tới người vợ thân chúng cổ độc mà chết của y, trong lòng cũng thầm cảm thán. Tiêu quốc thành hạ cửa kính xe xuống, mưa bụi từ ngoài cửa sổ theo gió bay vào, phất chúng mặt y, làm mờ hai mắt y, không thể phân biệt rõ là mưa hay là nước mắt. Tiết Thế Luân cũng không ngờ Tiêu Quốc Thành sẽ tới vào hôm nay, từ vẻ mặt kinh ngạc của y chứng minh y hoàn toàn không biết gì cả về chuyện này, Tiết Vĩ Đồng ở bên cạnh thì cười khanh khách. Cô ta không ngờ người đón Tiêu Quốc Thành tới là Trương Dương. Trương đại quan nhân lúc này mới phát hiện, cô Tiết Anh Hồng và dưỡng nghiêm tuấn cường của Tiết Vĩ Đồng cũng đều đến. Tiêu Quốc Thành giang tay nhiệt tình ôm Tiết Thế Luân, "Thế Luân, sinh nhật vui vẻ." Trương đại quan nhân thế mới biết hôm nay không ngờ là sinh nhật của Tiết Thế Luân chẳng trách tiêu quốc thành đặc biệt từ Nhật Bản bay về, cũng chẳng trách hai vợ chồng Tiết Anh Hồng đều tới. Tiết Thế Luân cười nói, anh không nói tôi cũng quên, sinh nhật. Ha ha, thì ra tôi năm nay đã 55 tuổi rồi. Già rồi. Tiết Vĩ Đồng nói cha, cha tuyệt không chưa già, thoạt nhìn thì như thanh niên 20 ấy. Chúng ta mà đi cùng nhau, người khác khẳng định sẽ tưởng là hai chị em, có phải hay không tam ca. Trương Đại Quan Nhân gật đầu theo, tôi thấy giống đấy. Tiết Thế Luân bị bọn họ chọc cho cười ha hả, y chỉ vào Trương Dương, "Thì ra cậu và Vĩ Đồng Thông Đồng diễn kịch cho tôi xem." Trương đại quan nhân nói, "Oan uổng, tôi tới sân bay tiến bạn thì vừa hay gặp Tiết Tiên Sinh, tiện đường đưa ông ta tới đây, trước khi tôi đến nhà chú thật sự không biết hôm nay là sinh nhật chú, còn không phải là tôi ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị." Tiết Anh Hồng ở bên cạnh nói, "Việc gì phải quà, cũng không phải, đến rồi đều là khách." Trương đại quan nhân cười nói, "Cô hắn là nói cháu tới ăn trực mọi người đồng thanh cười to tiết thế luân hô mau mau vào trong ngồi một đám người tới phòng khách vì sinh nhật của cha tiết vĩ đồng nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị nhìn thấy cha gần đây tâm tình không tốt cô ta nghĩ ra chủ ý này mà tụ họp người nhà lại với nhau tuy rằng là vậy bác cả công tác ở tây nam xa xôi không thể về được có điều đây cũng là một lần tụ hội đông đủ nhất của tiết gia trong đoạn thời gian gần đây rồi Trương Dương lần này đến chỉ là bất ngờ, nhưng cũng mang tới cho Tiết Vĩ Đồng không ít kinh hỉ. Trương Dương rất quen thuộc với vợ chồng Tiết Anh Hồng, hai vợ chồng bọn họ kết hôn nhiều năm mà không có con, may mắn được Trương Dương chỉ điểm bến mê, cũng kê thuốc cho họ, hiện giờ con trai đã biết đi rồi. Trương Dương nói với Nghiêm Tuấn Cường, chú Nghiêm, sao không mang con trai tới? Nhắc tới con trai, Nghiêm Tuấn Cường tươi cười, tiểu tử đó nghịch lắm, nếu nó tới, khẳng định gà chó không yên, để ở nhà, mẹ tôi trông. Tiêu quốc thành tặng quà sinh nhật là đồng hồ cho Tiết Thế Luân. Tiết Thế Luân mở ra nhìn nhìn, không khỏi lắc đầu, quốc thành à, lễ vật này của anh thực sự là không có sáng ý gì cả, mấy chục năm, sinh nhật năm nào anh cũng tặng đồng hồ. Tiết Vĩ Đồng ở bên cạnh phụ hỏa, đúng vậy, bác tiêu một chút sáng ý cũng không có. Tiêu Quốc Thành nói, trên đời này không có thứ gì quý hơn thời gian, dụng ý tôi tặng anh đồng hồ là nhắc nhở anh quý trọng thời gian, bất chỉ bất giác, chúng ta đều già rồi, thế giới này là thuộc về đám người trẻ tuổi Vĩ Đồng, Trương Dương. Vợ chồng Nghiêm Tuấn Cường và Tiết Vĩ Đồng tặng cho Tiết Thế Luân một con ngao tạng thuần chủng, hai người ở vùng tạng công tác nhiều năm, quan hệ ở địa phương cũng tốt, con chó ngao này là tìm người chọn lựa kỹ càng, tất nhiên giá trị không nhỏ. Tiết Vĩ Đồng thì tặng cho cha vé máy bay tới Hawaii, cô ta muốn cùng cha tới bên kia nghỉ phép. Trương đại quan nhân tay không mà đến, nghĩ nghĩ rồi nói, chú Tiết, hay tôi tặng chú một bức tranh chữ. Không chút sáng ý, người nói những lời này không ngờ là Tiêu Quốc Thành. Tiết Vĩ Đồng cười nói, đúng rồi, bác Tiêu nói đúng, ai chẳng biết anh giỏi viết loạn, cha em cũng không phải là người thích thư pháp, tặng đồ thì phải đúng sở thích của người ta, tặng ông ấy chứ, anh không sợ bị ông ấy dùng làm giấy đốt lò sưởi à? Tiết Thế Luân gắt nói, hưu nói vượn, cha sao lại không thích thư pháp, chữ của Trương Dương cha rất thích Nghiêm Tuấn Cường đã sai người mang giấy và bút lên. Trương Dương cầm bút, viết gì đây nhỉ? Nghiêm Tuấn Cường nói, viết phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn đi. Vừa nói xong thì đầu đã bị Tiết Anh Hồng gõ một cái, anh sao tục thế? Tiết Vĩ Đồng cười đến đau cả bụng. Trương Đại Quan Nhân nghĩ nghĩ rồi bút bút viết, Hồng chuyên bích ngóa cao viện tường, nhất môn câu thị hảo nhân lang. Nghiêm Tuấn Cường tuy rằng không hiểu thư pháp, nhưng nhìn thấy Trương Dương viết muôn hình vạn trạng thì lập tức khen chữ đẹp. Tiết Anh Hồng nói, anh hiểu thư pháp à? Nghiêm Tuấn Cường trước giờ luôn sợ vợ, y hắc hắc cười nói, hơi biết một chút. Tiết Vĩ Đồng kháng nghị, chữ viết thì không tồi, nhưng những chữ này không hiểu, đều là hảo nhân lang. Nữ thì không được tính à? Tam ca, tư tưởng trọng nam khinh nữ của anh cũng quá nghiêm trọng rồi. Tiết Thế Luân nhìn bức tranh chữ Trương Dương đưa cho mình, mỉm cười nói chữ đẹp trong lòng lại đang lặng lẽ ngâm tụng, hồng chuyên bích ngóa cao viện tường, vẫn là một chữ tường, nhất môn cũng là hảo nhân lang, trong chữ môn có chữ nhi, chẳng phải là một chữ đụng vào tường à. Bên trong bức tranh chữ thằng ôn này đưa cho mình chẳng lẽ ngầm giấu chân ý này. Anh em trong nhà cái cọ nhau, suốt cuộc là mình quá mẫn cảm, hay là hắn vốn muốn biểu đạt ý này. chương 2458, chạm vào tường 2. Trong lòng tiết thế luân tuy rằng không ngừng châm trước, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì, mỉm cười nói, mời nhập tọa, nhân ngày sinh nhật của tôi, chúng ta uống một trận thật đã. Tử trường trước giờ đều là nơi trương đại quan nhân tung hoành ngang dọc, thằng cha này liên tục kính rượu, không ngừng rượu ngữ liên châu, khiến không khí hiện trường ngất trời, mọi người thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười ồ. Tiết Thế Luân bưng chén rượu rồi cười nói, kể ra thì tiết ra chúng ta đã rất lâu rồi không được cao hứng như vậy. Tiêu Quốc Thành nói, cho nên mới cần thường xuyên ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi, để bọn họ cảm nhiễm, chúng ta cũng trở nên trẻ hơn. Tiết Thế Luân gật đầu, quay sang Trương Dương nói, tôi trước đó còn lo lắng cho cậu, nghe nói cậu và Hạo Nam va chạm nhau, vĩ đồng bởi vì chuyện của cậu mà bảo tôi ra mặt giúp, không phải tôi không muốn giúp, mà là không thích hợp ra mặt. Chuyện này là gia sự của Văn Gia, nên để cha nuôi mẹ nuôi của cậu ra mặt là tốt nhất. Trương Dương cười nói, cũng không phải là chuyện lớn gì chỉ là bên quốc an quá mức mẫn cảm, gọi tôi tới hỏi, nói ra rồi thì không sao, chú Tiết, chú không phải là cũng bị quốc an mời tới ư. Tiết Thế Luân cười cười gật đầu, ánh mắt lại hướng sang tiêu quốc thành, An Đức nguyên bị người ta giết, quốc an không ngờ gọi tôi tới phối hợp điều tra, nói cái gì tôi và An Đức nguyên từng có quan hệ làm ăn, chẳng lẽ từng làm ăn với hắn thì bị hiềm nghi à. Tiêu quốc thành nói, chuyện của An Đức nguyên tôi cũng nghe nói, hắn là lão đại của tín nghĩa xã, tuy rằng luôn miệng tuyên bố đã trậu vàng rửa tay, nhưng trên thực tế vẫn thao túng xã đoàn, cái chết của hắn đã dẫn tới sóng to gió lớn trong nội bộ của tín nghĩa xã. Tiết Thế Luân nói, tôi trước giờ không rõ bối cảnh xã hội đen của người này, nếu không lúc trước tôi cũng sẽ không hợp tác với hắn. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, thế mới là đó, miệng của Tiết Thế Luân quả nhiên không nói được bao nhiêu câu thật, cân nhắc đến dù sao cũng là tiệc tối gia đình của Tiết gia, trương đại quan nhân không ở lại lâu, cơm no rượu say thì cáo từ. Ban đêm, Tiết Thế Luân và Tiêu Quốc Thành tới sân thượng ngắm trang ẩm trà, hai huynh đệ đã có một đoạn thời gian rồi không ở cùng nhau, Tiêu Quốc Thành cầm chén trà lên, ngửi hương trà, nhấp một ngụm rồi nói, vẫn là trà của gia hương uống ngon hơn, uống trà ở Nhật Bản cứ luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Tiết Thế Luân nói, chỉ là thói quen thôi. Tiêu Quốc Thành nhìn vào hai mắt Tiết Thế Luân, nói khẽ, nhìn ra được chuyện của cô ta đã đả kích anh rất lớn. Tiết Thế Luân ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên cao, rồi nhắm mắt lại, có lẽ tôi trước đó nên nghe lời anh. Bất kỳ chuyện gì đều có điểm cuối, không thể vĩnh viễn làm mãi. Hiện tại quay đầu vẫn còn kịp. Tiết Thế Luân nói, muộn rồi. Tiêu Quốc Thành nói, anh từ nhỏ đã là như vậy, làm bất kỳ chuyện gì cũng quá mức chấp nhất. Tiết Thế Luân nói, lão gia tử không phải thường nói, trên đời này sợ nhất là hai chữ thật sự ư. Nhắc tới tiết lão, trong ánh mắt tiêu quốc thành lộ ra vài phần thương cảm, nếu như lão nhân ra trên trời có linh thiêng, cũng không muốn anh chấp mê bất ngộ như vậy. Tiết Thế Luân nói, quốc thành, chúng ta tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng tình cảm của tôi đối với anh tuyệt đối không kém gì so với đại ca của tôi, thậm chí so với hắn còn thân thiết hơn, giữa chúng ta không có bất kỳ ngăn cách gì cả, có thể không giấu gì nhau, còn tôi và hắn thì không được. Mất cả một buổi sáng, phía bệnh viện mới làm xong kiểm tra sức khỏe toàn diện cho La Tuệ Ninh, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng rất muốn đi theo giúp đỡ, nhưng vì Văn Hạo Nam ở đó, hắn vẫn rất lý trí lựa chọn làng tránh, dù sao tình trạng sức khỏe của mẹ nuôi không tốt, hắn không muốn phát sinh bất kỳ xung đột trực tiếp gì với Văn Hạo Nam, không muốn để mẹ nuôi bị kích động nữa. Lý Vĩ nhìn ra phiền não của Trương Dương, khi La Tuệ Ninh làm ECT, hắn và Trương Dương liền ở bên ngoài, Lý Vĩ đưa cho Trương Dương một chai nước khoáng, nói, nóng vội cũng vô dụng, cát nhân tất có thiên tướng. Trương Dương gật đầu, nói khẽ có phải Hảo Nam lại chọc tức mẹ nuôi tôi hay không? Không nói gì không nói gì, đối với gia sự của văn gia hắn không tiện bình luận. Trương Dương uống ngụm nước, lúc này nhìn thấy là Tuệ Ninh cùng nhân viên y tế đi ra, bà ta vẫn ngồi trên xe lăn, văn Hạo Nam hôm nay toàn bộ quá trình đều biểu hiện ra vẻ vô cùng hiếu thuận, phụ giúp đẩy xe lăn, đây cũng là nguyên nhân Trương Dương Thủy Trung không tới gần. La Tuệ Ninh tới phòng nghỉ, hai chị em Văn Linh và Văn Hảo Nam tới văn phòng của bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của mẹ, Trương Đại Quan Nhân cuối cùng cũng có cơ hội gần gũi hỏi thăm mẹ nuôi. La Tuệ Ninh vẫy vẫy tay với hắn, lộ ra vẻ hữu khí vô lực. Trương Dương vội vàng đi tới, ngồi xuống cầm tay vẫn, ra thịt chỗ chạm vào lạnh như băng, Trương Dương trong lòng bất giác cả kinh, thử môn của bà ta, cảm thấy mạch đập của la tuệ ninh rất yếu gần như không nghe thấy la tuệ ninh nói trương dương mẹ không sao chỉ là gần đây hơi mệt mỏi trương dương nói gần đây thường xuyên cảm thấy mệt mỏi ư la tuệ ninh gật đầu ừ chắc là gì rồi bà ta nhìn quen sóng gió từ biến hóa trương dương vừa rồi của trương dương đã nhận thấy được bệnh tình của bệnh tình chưa chắc đã lạc quan trương dương đưa nội tức vào trong kinh mạch của la tuệ ninh phát hiện kinh mạch của bà ta tắc nghẽn trầm trọng, không ngờ là dấu hiệu của tuyệt mạch. Trương đại quan nhân trong lòng hoảng sợ, an ngữ thần trời sinh mạch, để cứu trị an ngữ thần, hắn cơ hồ hao hết công lực cả đời. Mà tình huống của La Tuệ Ninh so với an ngữ thần tựa hồ còn nghiêm trọng hơn, an ngữ thần tuy rằng trời sinh tuyệt mạch, nhưng công năng tâm tạng của cô ta khá tốt. Mà công năng tâm tạng của La Tuệ Ninh kém đến cực điểm, bà ta nói được một câu thì phải thở dốc một hồi. Tất cả những điều này không ngờ đều là đột nhiên phát sinh, trương dương nhớ rõ không lâu trước đó từng bắt mạch cho la tuệ ninh khi đó mạch đập của bà ta không phải như vậy trong lòng không khỏi mê hoặc vạn phần trương dương rất nhanh liền phán đoán ra la tuệ ninh cũng không là tật bệnh bình thường chắc là có người ở động tay chân trong cơ thể bà ta trong lòng trương dương tuy rằng cảm thấy kinh hãi vạn phần nhưng trên mặt hắn lại không hề có biểu lộ gì mỉm cười nói mẹ nuôi không sao con rất nhanh có thể khiến mẹ khỏe mạnh lại có điều con thấy chuyên gia của nơi này chỉ sợ bất lực Trường đại quan nhân nói không sai, tất cả chuyên gia của bệnh viện cơ hồ đều ở trong phòng họp nhỏ tiến hành hội trần. Văn Hạo Nam và Văn Linh vừa mới tiến vào văn phòng, từ vẻ mặt trầm trọng của những người này đã ý thức được bệnh tình của mẹ không được lạc quan. Mấy vị chuyên gia trao đổi ý kiến một chút, cuối cùng vẫn do viện trưởng địch phong ra mặt giải thích rõ với hai chị em họ. Trường 2459, chạm vào tường 3. Địch Phong nói, với thái độ thực sự cầu thị của nhân viên y tế, tôi cũng không vòng vo, tình huống của Văn phu nhân rất nghiêm trọng, công năng của tim đã suy kiệt, dẫn tới rất nhiều cơ năng sinh lý mất thăng bằng. Kết quả của phòng thí nghiệm cho thấy, công năng gan, thận, nước, chất điện phân đã hỗn loạn. Văn Hạo Nam nói, không thể, mẹ tôi vẫn luôn khỏe mạnh. Trước giờ không nghe nói bà ấy có bệnh tim, sao đột nhiên biến thành như vậy? Địch Phong nói, Văn tiên sinh, chẩn đoán của chúng tôi sẽ không có sai lầm. Văn Hạo Nam còn muốn nói gì nữa thì Văn Linh giành nói, "Viện trưởng Địch, tôi chỉ muốn biết các ông có nắm chắc chữa khỏi cho mẹ tôi hay không?" Mặt Địch Phong lộ vẻ khó xử, y nói khẽ "Chúng tôi sẽ làm hết sức." Tình tự của Văn Hạo Nam có chút kích động, "Tôi không muốn nghe cái này, tôi muốn biết, các ông có nắm chắc chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi hay không?" Địch Phong nói, "Các anh nên minh bạch, tình huống thân thể của Văn phu nhân vô cùng kém." căn cứ vào bệnh sử cô ta cung cấp thì chúng tôi tạm thời vẫn không thể xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng trước mắt là gì. Có điều chúng tôi sẽ mời chuyên gia y học hàng đầu trong ngoài nước tới tiến hành hội trần, xin hãy tin chúng tôi sẽ toàn lực làm tốt công tác cứu trị cho văn phu nhân. Địch Phong nói tới đây thì lại nói, có điều, tôi nghĩ chuyện này tốt nhất nên báo cáo với Phó Thủ tướng Văn. Ý tứ của y rất rõ ràng, đối với bệnh tình của La Tuệ Ninh hắn không hề nắm chắc. Văn Linh nhìn thẳng vào Địch Phong, ông căn bản không nắm chắc, có phải hay không? Ông có nắm chắc chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, thậm chí ông ngay cả bà ấy rốt cuộc bị bệnh gì cũng không biết. Địch Phong bị Văn Linh lườm, chỉ cảm thấy sâu trong lòng bỗng nổi lên một cỗ hàn ý khó hiểu, trong nhất thời y không ngờ không biết nên ứng đối như thế nào. Văn Linh nói, nếu không có năng lực chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, sao cứ phải trì hoãn bệnh tình của bà ta, Hạo Nam, chúng ta đi. Địch Phong ngây ra đó, văn linh nói không sai y căn bản không biết nên như thế nào vừa rồi mời tới tất cả chuyên gia của bệnh viện nhưng thảo luận đến cuối cùng vẫn không có bất kỳ manh mối nào bọn họ thậm chí ngay cả la tuệ ninh rốt cuộc bị bệnh gì cũng không biết nếu như la tuệ ninh ở lại bệnh viện trị liệu đám chuyên gia bọn họ quả thực không tìm đâu ra được phương pháp trị liệu hữu hiệu nhìn hai chị em văn linh thực sự muốn mang la tuệ ninh đi trong lòng địch phong không ngờ cảm thấy thoải mái đi ra khỏi phòng văn hạo nam nói chị hay là tìm bệnh viện khác xem thế nào văn hạo nam đối với bệnh viện vẫn ôm ảo tưởng văn linh lạnh lùng nói tất cả đều là lang băm đổi chỗ khác cũng vẫn vậy thôi văn hạo nam nói chị thực sự định nhờ hắn chữa bệnh cho mẹ ư hắn trong miệng tất nhiên là trương dương văn linh nói chị biết em trong lòng hận hắn nhưng em không thể phủ nhận y thuật của hắn nếu như trên thế giới này còn có một người có thể chữa khỏi cho mẹ chị nghĩ đó chắc chắn là hắn văn hạo nam nói hắn chưa chắc đã có bản sự như vậy hắn tuy rằng mạnh miệng nhưng cũng không thể không thừa nhận chị gái nói đúng năm đó trương dương từng cứu tỉnh chị gái vốn đã trở thành người thực vật mà những chuyên gia y học đứng đầu cũng thúc thủ vô sách cũng từng chữa khỏi tật bệnh đột phát của cha chắc không phải ngẫu nhiên văn hạo nam cắn cắn môi vậy chi đi đi em không đời nào thèm cầu hắn văn linh nói cho dù chúng ta không mở miệng cầu hắn thì hắn cũng nhất định sẽ làm hết sức nhìn thấy con gái và con trai trở về khóe môi la tuệ ninh nở nụ cười bà ta nói khẽ bác sĩ nói thế nào văn hạo nam nói mẹ bác sĩ nói mẹ không sao cả chỉ là mệt mỏi quá độ nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao la tuệ ninh thở dài nói con không cần gạt mẹ ánh mắt của bà ta hướng về phía văn linh văn linh nói mẹ con muốn gọi điện thoại cho cha la tuệ ninh từ những lời này của cô ta lập tức minh bạch gì đó bà ta lắc đầu không cần thiết cho dù ông ấy trở về thì cũng sẽ không thay đổi được gì văn hạo nam nói mẹ mẹ yên tâm bác sĩ cũng nói rồi sức khỏe của mẹ không có vấn đề lớn la tuệ ninh nói hạo nam con là con mẹ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh em dây trước giờ con nói dối trước giờ đều không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ văn hạo nam mím môi quả thực hắn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ la tuệ ninh vẫy vẫy tay với trương dương đang đứng đằng xa Trương Dương đi tới, bà ta nói khẽ Trương Dương, con nói thật với mẹ đi, bệnh của tôi rốt cuộc như thế nào? Trương Dương nói, rất nghiêm trọng, nhưng con có thể chữa khỏi cho mẹ. La Tuệ Ninh nói, con không lừa mẹ chứ? Trương Dương nói, con Vĩnh Viễn không bao giờ lừa mẹ. La Tuệ Ninh gật đầu nói, về nhà. La Tuệ Ninh sở dĩ quyết định về nhà, là vì bà ta đã nhìn ra những người được gọi là chuyên gia của bệnh viện căn bản bất lực đối với bệnh tình của mình lại xuất phát từ từ sự tín nhiệm của bà ta đối với Trương Dương. Văn Hạo Nam và Văn Linh liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hắn vẫn tràn ngập phẫn nộ và oán niệm, cho dù Trương Dương có thể chữa khỏi cho mẹ mình, nhưng cừu hận của hắn đối với Trương Dương vẫn sẽ không bởi vậy mà bớt đi. Mọi người theo thứ tự lên xe, Trương Dương lại cầm tay Văn Linh, không biết là cố ý hay là trùng hợp, tay hắn vừa hay đặt lên mạch môn cổ tay phải Văn Linh, cánh tay Văn Linh mềm nhũn không có nửa phần lực đạo, Trương Dương nói chị Linh, chị lên xe em đi em có một số chuyện muốn nói với chị văn linh gật đầu đi theo trương dương lên xe hắn sau khi trương dương khởi động ô tô văn linh nói có muốn kiểm tra kinh mạch của tôi lại không cô ta đã sớm nhìn thấu dụng ý của trương dương trương dương nói mẹ nuôi không phải sinh bệnh mà là bị nội thương văn linh nói cho nên cậu cảm thấy là tôi xuống tay với bà ta trương dương không nói gì ánh mắt nhìn về phía trước văn linh nói phó công của tôi sớm bị cậu phế bỏ rồi cậu phải rõ hơn bất kỳ ai chứ trương dương nói cho dù là con cái ngỗ nghịch tới mấy cũng không đành lòng xuống tay với mẹ ruột của mình văn linh nói cậu nói đúng bà ta là mẹ tôi tôi sao nỡ xuống tay với bà ta huống chi tôi hiện tại chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt mà hết thảy những điều này hoàn toàn đều là cậu tạo thành trương dương nói nếu như thời gian có thể quay lại lúc ấy tôi tuyệt đối sẽ không cứu chị Văn Linh cười lạnh một tiếng, s đã cứu tôi một lần, lại hại tôi hai lần, cậu cảm thấy tôi nên hận cậu hay là cảm kích cậu. Trương Dương nói, tôi chỉ muốn nói với chị một chuyện, mặc kệ là ai hại mẹ nuôi như vậy, tôi đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Văn Linh lạnh lùng nói, cậu có thể nói những lời như vậy, thì cũng không uổng công mẹ tôi nhận cậu là con nuôi, có điều việc cấp bách hình như không phải báo thù mà là chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Cô ta tạm dừng một chút rồi hai mắt nhìn thẳng vào Trương Dương, cậu vừa rồi không phải gạt mẹ tôi đúng không? Trương Dương nói, tôi sẽ làm hết sức. Văn Linh nói, tôi chỉ có một người mẹ, cho nên tôi không muốn bà ta gặp chuyện không may. Trương Dương nói, tôi cũng chỉ có một mẹ nuôi, tôi so với chị thì còn khẩn trương hơn. Văn Linh khinh miệt nhìn Trương Dương, cậu nên giữ bình tĩnh thì tốt hơn, quan tâm quá át loạn, cậu thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng để ảnh hưởng tới mẹ tôi trở lại nhà mình, là tuệ ninh vô lực ngả vào giường, thầm nghĩ trong lòng, bệnh đến như núi đổ, không ngờ bệnh của mình nói đến là đến, lúc này không ngờ ngay cả sức nói chuyện cũng không có, nhìn thấy con trai Văn Hạo Nam vẫn một mực ở bên cạnh, là tuệ ninh nói, Hạo Nam, đi gọi Trương Dương tới đây. Văn Hạo Nam gật đầu, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, ra ngoài cửa nói với Lý Vĩ, mẹ tôi muốn gặp hắn. Hắn không muốn không muốn nói chuyện với Trương Dương. Trương Dương nhận được tin tức, bước nhanh tới phòng la tuệ ninh la tuệ ninh xua tay ra hiệu cho người khác ra ngoài bảo trương dương tới ngồi xuống bên cạnh bà ta trương dương cười nói mẹ nuôi sao vậy mới có một lát đã nhớ con rồi à la tuệ ninh nói trương dương mẹ hỏi thật con một câu con nhất định phải trả lời thành thành thật thật trương dương gật đầu không thành vấn đề la tuệ ninh thở hắt ra rồi nói mẹ nhớ rõ tình cảnh khi con chữa bệnh cho tiểu linh nếu như chữa bệnh giúp mẹ cũng tồn tại mạo hiểm lớn như vậy thì Brody mẹ lớn tuổi rồi sinh tử đối với mẹ mà nói thì không còn quan trọng Trương Dương giờ mới hiểu là bà ta quan tâm tới mình không muốn mình mạo hiểm vì bà ta trong lòng không khỏi kích động hắn vươn tay ra vỗ vỗ mở u bàn tay là Tuệ Ninh mẹ nuôi mẹ chẳng lẽ vẫn không có lòng tin vào y thuật của con ư là Tuệ Ninh nói có lòng tin chỉ là mẹ không muốn làm khổ con nói tới đây mũi bà ta cay cay nước mắt ứa ra, văn ra bọn mẹ nợ con thực sự quá nhiều. Trương Dương nói, mẹ, mẹ nói gì vậy, con là con nuôi của mẹ, mẹ sao cứ phải khách khí với con. Hắn rút khăn tay đưa cho bà ta, mẹ nuôi, đừng khóc, mẹ khóc cái là con đau lòng, con cho mẹ hai lựa chọn. Một là tới bệnh viện để đám chuyên gia đó trị, hai là ở nhà để con chữa. chương 2460, chạm vào tường 4. Là Tuệ Ninh nói, mẹ nuôi không khóc, Mẹ ở nhà để con chữa." Trương Đại Quan Nhân cười nói, "Thế là được rồi, con đảm bảo nhiều nhất 3 ngày nhất định sẽ giúp mẹ khôi phục như xưa." Trương Đại Quan Nhân ngoài miệng nói tuy rằng rất thoải mái, nhưng tâm tình của hắn lúc này lại có chút trầm trọng, sau khi hắn bắt mạch cẩn thận cho La Tuệ Ninh, lấy cớ ra ngoài mua thuốc, tới thẳng Hương Sơn Biệt viện. Người Trương Dương muốn tìm là Trần Tuyết, hắn lái xe tới trước cửa Hương Sơn Biệt viện thì liền thấy hơn 10 chiếc ô tô đỗ ở đó tất cả là phóng viên rình ở đó đợi phỏng vấn hắn. Trương đại quan nhân trong lòng rất buồn bực, trong lòng hắn chỉ có bệnh tình của mẹ nuôi La Tuệ Ninh. Lại xem nhẹ những chuyện khác, mâu thuẫn của hắn và văn hảo nam ồn ào huyên náo tới vậy. Hiện tại toàn bộ truyền thông kinh thành vẫn chú ý tới bọn họ, có rất nhiều phóng viên đang căm chốt trước cửa hương sơn biệt viện. Xe của trương đại quan nhân vừa tới, đám phóng viên đó lập tức tinh thần tỉnh táo, ùa tới xe hắn. Trương Dương mở cửa xe, chân vẫn chưa hoàn toàn chạm đất thì năm sáu chiếc microphone đã di tới. Trương Dương vung tay lên gạt microphone sang một bên, chỉ vào phóng viên phóng viên đó rồi nói, mau tránh ra cho tôi, tôi có việc gấp, ai làm ảnh hưởng tới chính sự cẩn thận tôi đánh người đó. Một gã phóng viên mập mạp nói, Trương Tiên Sinh, xin hỏi anh. Nói còn chưa dứt lời thì đã bị Trương Đại Quan Nhân đẩy cho một cái. Trương Dương chen qua đám người bước nhanh tới cửa lớn, Trần Tuyết bên kia đã mở cửa, Trương Dương lắc mình tiến vào trong nhà, thuận tay đóng cửa phòng lại. Tần manh manh cũng đứng phía sau cửa, cô ta thở dài, đám phóng viên này rình ở ngoài cửa cả một ngày một đêm rồi. Trương Dương tức giận nói, đúng là vớ vẩn. Hắn bấm số điện thoại của Vu Cường Hoa, lớn tiếng, nói Vu đại đội, hiện tại có hơn 10 phóng viên vây kín cửa nhà tôi. Vu Cường Hoa khó khăn lắm mới tống được hắn đi, hôm nay cửa phân cục công an mới tính lại yên ổn một chút, nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng rất vui, cũng không phải là hắn vui sướng khi người gặp họa, trong mắt hắn Trương Dương cũng nên cảm thụ một chút cảm giác bị phóng viên vây quanh. Phu Cường Hoa, nói truyền thông đều là vậy đó, anh cứ mặc kệ họ là xong. Trương Dương nói, Phu Đại Đội, tâm tình của tôi hôm nay không tốt, anh tốt nhất lập tức phái người đến giúp tôi giải quyết chuyện này, bằng không đợi lát nữa tôi ra ngoài sẽ đánh người, tôi con mẹ nó mặc kệ phóng viên cái gì, chuyện tôi đã nói với các anh rồi, anh nếu không là thì chúng ta không còn là bạn nữa, thế nhé. Trương đại quan nhân nói xong liền gác máy. Tần manh manh và Trần Tuyết, liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra cơn tức của hắn hôm nay rất lớn, không biết là ai trêu chọc hắn. Trương Dương nói với Trần Tuyết, Tiểu Tuyết, tôi có việc muốn bàn với cô. Trần Tuyết gật đầu, đi theo hắn tới thư phòng. Trương Dương nói, mẹ nuôi tôi sinh bệnh rồi. Trần Tuyết nhìn hắn, cô ta rất hiểu y thuật của Trương Dương, trên đời này rất ít có bệnh Trương Dương không trị được, xem ra bệnh tình của La Tuệ Ninh tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Trương Dương cũng sẽ không tâm phiền ý loạn như vậy, cô ta nói khẽ đừng có gấp đừng có gấp, cứ chậm rãi mà nói. Trương Dương nói, chính xác mà nói thì không phải là sinh bệnh, mà là bị nội thương. Trần Tuyết luôn chấn định cũng không khỏi có chút động dung, nội thương ư. Trương Dương gật đầu nói, tôi đã tra xét kinh mạch của bà ta, là bị người dùng võ công thần bí nào đó làm nhiễu loạn, hơn nữa tâm mạch tổn hao nhiều, nếu như không được cứu trị kịp thời thì chỉ có đường chết mà thôi. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, võ công của người này không dưới tôi. Đôi nghi thành tú của Trần Tuyết Nhân lại, võ công không dưới Trương Dương, mà đồng thời có thể tiếp xúc gần gũi với La Tuệ Ninh chỉ có một người, đó chính là Văn Linh. Nhưng Văn Linh là con gái ruột của bà ta, cô ta sao nhẫn tâm hạ độc thủ với La Tuệ Ninh như vậy? Còn có một nghi vấn cực lớn khiến cô ta khó hiểu, võ công của Văn Linh rõ ràng đã bị Trương Dương phế bỏ, với tu vi võ công của Trương Dương thì chắc sẽ không lưu lại bất kỳ cơ hội nào cho cô ta. Trương Dương nói, tôi đã dò xét mạch đập của Văn Linh rồi, căn bản không phát hiện được trong thân thể của cô ta có nội lực tồn tại. Sinh tử ấn tu luyện đến cuối cùng có phải có thể đạt tới cảnh giới phản phát quy chân, đại xảo nhược chuyết hay không? trần tuyết nói bất kỳ võ công nào tu luyện tới trạng thái đỉnh phong chắc đều có thể đạt tới cảnh giới này nhưng với tu vi võ công của anh cô ta không thể qua mắt anh được trương dương nói tôi cũng thấy lạ nếu như cô ta có thể qua mắt tôi võ công sẽ đáng sợ nên như thế nào không thể tôi rõ ràng đã phế bỏ võ công của cô ta rồi đời này của cô ta không thể nào khôi phục võ công được trần tuyết nói trừ phi trừ phi thứ anh chế trụ không phải là mạch của cô ta trương dương hơi ngẩn ra có ý gì trần tuyết nói sinh tử ấn tu luyện tới trạng thái đỉnh phong có thể nặn lại kinh mạch trong cơ thể kinh mạch này xưng là ẩn mạch nếu văn linh tu luyện đến loại tình độ này như vậy anh chế trụ mạch môn của cô ta thì khi cha xét chỉ xem được kinh mạch trước đây của cô ta mà ẩn mạch mới sinh thì anh không tìm được đương nhiên đây chỉ là giả thuyết cô ta chỉ có được một bộ phận nhỏ của sinh tử ấn hơn nữa võ công của cô ta đã phế đời này không thể tu luyện võ công được nữa Trương Dương nói, nhưng nỗi thương của mẹ nuôi tôi cực kỳ kỳ quái, tôi càng nghĩ càng thấy, chỉ có cô ta mới có cơ hội tiếp cận mẹ nuôi tôi, dưới tình huống mẹ nuôi không hề hay biết xuống tay với bà ta. Trần Tuyết nói, thương thế của văn phu nhân có nặng hay không? Anh có nắm chắc có thể chữa khỏi cho bà ta hay không? Những lời này của cô ta đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Trương Dương nói, bệnh tình của tiểu yêu cô hiểu rõ nhất. Trần Tuyết nói, chẳng lẽ anh muốn dùng nội lực đả thông kinh mạch trong cơ thể giúp văn phu nhân? Trương Dương nói, hiện tại trong cơ thể mẹ nuôi tôi tựa như bị mỗi người nào đó đặt bình phòng, tôi phỏng chừng, nếu như trong vòng 2 ngày không đả thông kinh mạch bà ta, những đạo bình phong này sẽ trở thành đao nhọn, chặt đứt từng tắc kinh mạch của bà ta. Trần Tuyết nói, đổi thành trước đây, anh nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại. Cô ta cắn cắn, trong cơ thể Trương Dương bị hạ cổ độc. Là mình lợi dụng sinh tử phù mạnh mẽ ngăn trận cổ độc trong cơ thể hắn, mới bảo đảo cổ độc trong cơ thể hắn trong ngắn hạn sẽ không phát tác. Trương Dương tuy rằng tu luyện đại thừa quyết, nhưng với tình huống hiện tại của hắn, căn bản không phát huy ra được hai phần công lực lúc đỉnh phong, muốn dùng nội lực giúp là tuệ ninh đả thông kinh mạch bế tắc trong cơ thể, kỳ thực sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Trương Đại quan nhân đối với những điều này thì biết rõ hơn bất kỳ ai, hắn nói khẽ tiểu tuyết, với tình trạng hiện tại của tôi tôi căn bản không thể hoàn thành chuyện này, cho nên cô trước tiên phải giúp tôi giải trừ sinh tử phù đã. Phương tâm Trần Tuyết run lên, chuyện cô ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, cô ta nói khẽ, nếu như tôi giải trừ sinh tử phù trong cơ thể anh, cổ độc sẽ mất cấm chế, dưới loại tình huống này anh giúp văn phu nhân chữa thương, cổ độc rất có thể sẽ nhân cơ hội đánh vào não anh, anh không cần mạng nữa à. Trương Dương nói, những điều cho nói chỉ là một loại khả năng, con người tôi trước giờ toàn là phúc lớn mạng lớn, tôi tin mình nhất định có thể qua được cửa này. Trần Tuyết nói, nhưng không phải là không phải là đơn giản như trong tưởng tượng của anh, nếu như nội thương của Văn Phu Nhân đúng là Văn Linh gây ra, như vậy mục đích của cô ta là gì? Văn Phu Nhân không làm gì có lỗi với cô ta, cho dù là Văn Linh hận bà ta, vì sao không dứt khoát giết bà ta đi? Mà cần phải lòng vòng rắc rối như vậy, có lẽ cô ta hiểu rõ trên đời này người có thể cứu Văn Phu Nhân chỉ có anh, bà ta cũng biết anh sẽ không tiếc hao tổn công lực bản thân đả thông kinh mạch trong cơ thể văn phu nhân nếu như anh thực sự làm như vậy sau khi anh chữa thương cho văn phu nhân chính là lúc anh suy yếu nhất cô ta có thể thừa cơ ra tay hay không trương dương mỉm cười nói cho dù chuyện này thực sự là vậy thì sao đây chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn mẹ nuôi chết đi ư hắn lắc đầu nói tôi không làm được mẹ nuôi đối với tôi ân trọng như núi mạo hiểm vì bà ta đáng đáng cho dù hy sinh tính mạng của tôi thì tôi cũng sẽ không hối tiếc. Trần Tuyết cắn cắn môi, "Trương Dương, anh có từng nghĩ tới mình, có từng nghĩ?" Trương Dương giơ tay lên che miệng cô ta, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, "Tôi biết trên thế giới này có quá nhiều thứ làm tôi vướng bận, tôi biết mình mạo hiểm như vậy, có nghĩa là vô trách nhiệm với nhiều người, nhưng tôi vẫn phải làm, nếu như tôi thấy mẹ nuôi chết mà không cứu, tôi so với chết còn khó chịu hắn, Tiểu Tuyết, đừng khuyên tôi, tôi đã quyết rồi." Trần Tuyết nhìn Trương Dương, vẻ mặt của cô ta vẫn bình tĩnh như bình thường, nói khẽ tôi sẽ hộ pháp cho anh, trừ phi tôi chết, không ai có thể gây thương hại tới anh. Trương 2461, Sống và chết một. Khi Trương Dương và Trần Tuyết tới Văn Gia, Văn Linh đã rời khỏi, dựa theo lời Lý Vĩ nói, cô ta muốn đi cầu phúc trước Phật, Trương Đại Quan Nhân cũng không tin Văn Linh có hiếu như vậy, cũng không tin cô ta thực sự rời đi, chuyện của mẹ nuôi 89 phần 10 là cô ta xuống tay, có thể nhẫn tâm với mẹ ruột như vậy, đủ thấy tâm địa ác độc của cô ta. Trương Dương trước tiên cho La Tuệ Ninh dùng một viên nghịch thiên đan, chuẩn bị sau một giờ, đợi cho dược hiệu phát huy hoàn toàn mới trị liệu cho bà ta. Văn Hạo Nam ở bên cạnh chỉ lạnh lùng nhìn, Thủy Trung không nói gì. Trương Dương bảo La Tuệ Ninh tạm thời nghỉ ngơi, cùng Trần Tuyết tới phòng bên cạnh. Trần Tuyết nhìn hắn, nội tâm vô cùng rối rắm tuy rằng cô ta rất muốn khuyên Trương Dương đừng mạo hiểm, nhưng lời nói tới môi thì lại không ra khỏi được miệng, với sự hiểu biết của cô ta đối với Trương Dương, biết Trương Dương đã quyết định thì bất kỳ ai cũng không thể khuyên hắn thay đổi. Trương Dương khoanh chân ngồi trên thảm, nhắm mắt lại nói khẽ, đến đây đi. Trần Tuyết thở dài, bàn tay trắng nõn giống như đóa hoa lan xòe ra, nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu Trương Dương, Trương Dương chỉ cảm thấy một dòng khí từ đỉnh đầu chút xuống, dọc theo gáy, cột sống ngược cồi tới thắt lưng, nội thức của Trần Tuyết rất ôn hòa, nhưng dẻo dai 10 phần, giống như từng giọt nước phá tan sự giam cầm của sinh tử phù trong cơ thể Trương Dương. Trương đại quan nhân giữ vững tâm thần, đầu óc trong veo, đợi cho Trần Tuyết nhất nhất giải trừ sinh tử phù trong cơ thể hắn rồi, bắt đầu tiềm vận huyền công. Trần Tuyết thu tay lại, đứng ở một bên quan tâm nhìn Trương Dương, mất đi sự khắc chế của sinh tử phù, cổ độc trong cơ thể Trương Dương tùy thời đều có khả năng phát tác, nếu như trong lúc hắn chữa thương cho La Tuệ Ninh đột nhiên phát tác, hậu quả khó bề tưởng tượng. Chỉ sợ không những không thể cứu trị cho La Tuệ Ninh, thậm chí có thể còn mất cả tính mạng. Trương Dương điều tức nửa tiếng thì mở mắt, mỉm cười nói, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Trương Dương bảo Lý Vĩ gác, không có sự cho phép của hắn thì bất kỳ ai cũng không được vào. Nhìn Trương Dương và Trần Tuyết đi vào phòng mẹ, đóng cửa phòng lại, trên mặt Phan Hạo Nam không khỏi lộ ra vài phần sầu lo. Hắn lắc đầu nói, hắn có bản sự đó không? Lý Vĩ nhìn hắn một cái, nói khẽ từ hắn ra thì tôi không nghĩ ra còn có ai có thể cứu được phu nhân. Văn hạo nam mím môi, vì sao không cho tôi vào đó, hắn muốn làm trò quỷ gì vậy? Lý Vĩ bình tĩnh nói, chứa quên, hắn cũng là con trai của phu nhân. Nội tâm văn hạo nam chấn động, hắn có chút kinh ngạc nhìn Lý Vĩ, từ trong ánh mắt của Lý Vĩ nhìn thấy sự khinh miệt và trào phúng. Hắc quả phụ thiệu minh phi thét to, cứu mạng, cứu mạng, giọng nói của cô ta đã trở nên khàn đặc, tóc thì rối bù, trông vô cùng thê thảm. Liễu đan thần ở bên cạnh nhẹ giọng thở dài, đừng nữa phí sức làm gì, cho dù chị gào tới rách hỏng cũng vô dụng. Thiệu Minh Phi nói, cô ta vì sao muốn bắt chúng ta? Cô ta rốt cuộc là ai? Liễu đan thần không trả lời cô ta, bởi vì cô ta cũng không biết thân phận của nữ nhân thần bí đó. Thiệu Minh Phi nói, chúng ta dù sao cũng phải làm gì đó chứ, không thể ngồi đây chờ chết được. Liễu đan thần nói, nhận mệnh đi, Tiểu Minh Phi nói: "Tôi không nhận mệnh, tôi không cam lòng chết ở đây, phải nghĩ biện pháp." "Chắc sẽ có biện pháp, cô ta đã rối loạn phương rồi." Trong bóng đêm vang lên một giọng nói lạnh như băng, "Nếu như không muốn chết, vậy làm việc cho tôi." Nữ nhân áo đen vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt họ. Tiểu Minh Phi bị sự xuất hiện đột nhiên của cô ta làm cho hoảng sợ. Nghe nói có thể không chết, trong lòng không khỏi mừng như điên, cô ta run giọng nói, "Cô rốt cuộc muốn tôi làm chuyện gì?" nữ nhân áo đen nói trương dương ánh mắt lạnh như băng của cô ta nhìn thẳng vào liễu đan thần cổ độc trên người trương dương là cô gieo tôi nghĩ cô chắc biện pháp khống chế hắn liễu đan thần lắc đầu nói tôi không khống chế được hắn cho dù tôi có bản sự như vậy thì cũng sẽ không nghe lời phân phó của cô nữ nhân áo đen nói cô không có lựa chọn cô nếu không đáp ứng tôi trước tiên sẽ giết sư tỷ của cô cô ta lật tóm cổ thiệu minh phi thiệu minh phi hết thảm đừng Liễu đàn thần hờ hững nhìn thiệu minh phi, sự sống chết của cô ta không liên can tới tôi. Thiệu minh phi hết thảm, tôi có biện pháp, tôi có biện pháp. Nữ nhân áo đen buông tay, lạnh lùng nói cô có biện pháp gì. Thiệu minh phi khó khăn lắm thở bình thường lại được, đừng quên, tôi là sư tỷ của cô ta, cô ta gieo cổ trên người trương dương, tôi tuy rằng không biết phương pháp phá giải, nhưng tôi biết làm như thế nào để dụ phát cổ độc trong cơ thể hắn. Nữ nhân áo đen nói hôm nay sẽ là một ngày trương dương suy yếu nhất nhất định phải tóm lấy cơ hội triệt để chế trụ hắn thiệu minh phi nói hắn cũng là cừu nhân của tôi cô yên tâm tôi nhất định sẽ toàn lực giúp cô nói xong cô ta nhìn nhìn khuôn mặt tử khí trầm trầm của nữ nhân áo đen nếu tôi giúp cô làm xong chuyện này hắn liệu có tha cho tôi không nữ nhân áo đen cười ha ha nói cô yên tâm nhất định nhất định sẽ trả lại tự do cho cô thân ảnh của cô ta lập tức biến mất trong bóng tối liễu đan thần nói chị không ngờ lại tin lời cô ta thiệu minh phi nói tôi có lựa chọn ư liễu đan thần thở dài tội gì phải hại thêm một người thiệu minh phi hừ lạnh một tiếng cô đau lòng à liễu đan thần nhắm mắt lại không thèm để ý tới cô ta thiệu minh phi nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân không ngờ tiểu sư muội băng thanh ngọc khiết của tôi lại là giống đa tình liễu đan thần nói chị căn bản không có biện pháp đối phó trương dương Thiệu Minh Phi nói, tôi không có, nhưng cho có, muốn dụ phát cổ độc trong cơ thể hắn, nhất định phải phải cần vật dẫn là cô. Liễu Đan Thần nói, chỉ cuối cùng vẫn muốn hại tôi một lần. Thiệu Minh Phi nói, không phải muốn hại muốn hại cô, mà là tôi không có lựa chọn, sư muội, niệm tình chúng ta là đồng môn, sau khi cô chết, tôi sẽ chôn cô bên cạnh Trương Dương, cho một nhà ba người của cô được đoàn tụ dưới Hoàng Tuyền. Liễu Đan Thần nói, hai người không hại chết được hắn đâu. Khi nói những lời này, trước mắt của cô ta bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt sáng lạn của Trương Dương, trên người Trương Dương chính là có một loại ma lực thần kỳ này, khiến cho người ta sẽ tràn ngập lòng tin đối với hắn. Trương Dương ra tay như nước chảy mây trôi, liên tục điểm huyệt đạo trên người La Tuệ Ninh. Ngoài mặt nhìn thì rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng sự hung hiểm trong đó lại khó có thể tưởng tượng, dùng nội lực đả thông kinh mạch của La Tuệ Ninh, vốn đại thừa quyết của Trương Dương đã có thành tựu, nhưng là vì trong cơ thể bị gieo cổ Hạn chế hắn vận dụng tự nhiên nội lực, trong khoảng thời gian này võ công của Trương Dương thủy Trung trì trệ không tiến. Chương 2462: Sống và chết hai. Bảo Trần Tuyết giải trừ cấm chế của sinh tử phù, đối với Trương Dương mà nói là một lần mạo hiểm cực lớn, giống như là đánh bạc vậy, dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược, ý đồ giành được sự khang phục của La Tuệ Ninh. Trương Dương điểm trúng một huyệt đạo cuối cùng của La Tuệ Ninh, sau đó song trưởng đặt lên hầu tâm của bà ta quá trình đả thông kinh mạch giống như mở kênh lấy rạch, sau khi hoàn thành, phải lập tức dùng nội lực để lấp đầy kinh mạch đã mở rộng, nếu như không thể kịp thời làm được việc này thì có nghĩa là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nội lực của Trương Dương giống như trường giang đại hà chảy trong kinh mạch của La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh cảm thấy người đau đớn như bị xé rách, bà ta cố nén đau đớn, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của Trương Dương lúc này, nhưng có thể tưởng tượng đau khổ mà Trương Dương lúc này phải chịu không kém gì mình. Quần áo trên người Trương Dương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn khói trắng từ đỉnh đầu hắn bốc lên, Trần Tuyết minh bạch, Trương Dương đang hao tổn chân nguyên để chữa trị kinh mạch bị tổn thương của La Tuệ Ninh, quá trình này tuyệt đối không cho phép người ngoài quấy rầy, cô ta vẫn luôn lo lắng Văn Linh sẽ đột nhiên xâm nhập vào lúc này, cũng may chung quanh không có gì dị thường. Sắc mặt Trương Dương càng lúc càng đỏ. Trần Tuyết từ vẻ mặt của hắn cảm thấy được sự đau khổ của hắn, đi ra phía trước, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu của hắn. Trương Dương ngưng thần tĩnh khí, trong đầu không dám có chút tạp niệm, nội lực hắn hao tổn nhiều tới mức ngay cả chính hắn cũng không ngờ. Toàn bộ quá trình chữa thương cho La Tuệ Ninh kéo dài đúng 3 tiếng đồng hồ, Trương Đại Quan Nhân mới từ từ thu hồi nội lực. Trong quá trình toàn bộ, Trần Tuyết Hộ Pháp Thủy chung cho hắn, dùng nội lực để bảo vệ tâm mạch của Trương Dương, ngừa cổ độc xâm nhập vào não, công lực cũng hao tổn cực lớn. Trương Dương nói khẽ, được rồi, hắn đứng dậy đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên thì đã ngã xuống phốc một cái phun ra búng máu trần tuyết vội vàng đỡ cánh tay hắn trương dương lau máu tươi ở khóe môi không sao can hỏa của tôi rất phượng ói ra chút máu cũng thoải mái hơn trần tuyết nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn không quên nói đùa trong lòng không khỏi chua sót ôn nhu nói nội lực của anh hao tổn quá lớn kinh mạch cũng bị hao tổn cần tĩnh dưỡng trương dương dưới sự nâng đỡ của cô ta đứng dậy hai người mở cửa phòng nhìn thấy lý vĩ ở ngoài cửa vẫn giữ nghiêm chức trách đứng đó văn hạo nam thì ở phòng khách dưới lầu bất an đi đi lại lại trương dương nói mẹ nuôi không sao để bà ấy nghỉ ngơi vài ngày sẽ khang phục còn nữa phương thuốc tôi đã kê rồi dựa theo chỗ bên trên mà mua thuốc văn hạo nam nghe tin chạy tới nhưng không hỏi trương dương câu nào nhảy vào trong phòng nhìn mẹ lý vĩ nhìn thấy sắc mặt trương dương khó coi hắn từng tự mình quan sát quá trình trương dương chữa thương cho văn linh biết Trương Dương khẳng định đang hao tổn nghiêm trọng, quan tâm nói anh có sao không. Trương Dương lắc đầu, nói khẽ với Lý Vĩ, Văn Linh có về hay không. Lý Vĩ nói, cô ta đi cầu phúc. Trương Dương nói, nhớ kỹ một chuyện, đừng cho cô ta tới gần mẹ nuôi tôi. Lý Vĩ hơi ngẩn ra, từ trong lời nói của Trương Dương hắn minh bạch gì đó, dùng sức gật đầu nói, anh yên tâm, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho phu nhân. Sẵn dò xong, Trương Dương cáo từ. Lý Vĩ vốn định giữ hắn lại ở đây nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Trương Dương, cũng chỉ có thể từ bỏ, an bài lái xe đưa Trương Dương và Trần Tuyết về Hương Sơn Biệt Viện. Trương Dương và Trần Tuyết trở lại Hương Sơn Biệt Viện, từ chỗ đỗ xe tới cửa lớn chỉ có khoảng cách hơn 10 thước, hai người không ngờ ở giữa đường phải nghỉ ngơi một lần, đủ thấy nội lực của bọn họ hao tổn cỡ nào. Trần Tuyết đỡ Trương Dương, hai người dựa vào nhau, Trương Dương không khỏi cười nói, hai người chúng ta thật giống như là một đôi vợ chồng già. Trần Tuyết nói, anh tốt nhất tiết kiệm chút khí lực đi. Trương Dương thở hắt ra, để tôi điều tức xong đã cô hắng lại gieo sinh tử phù cho tôi, đỡ đẻ cổ độc nhảy vào trong não tôi. Trần Tuyết lắc đầu nói, tình trạng trước mắt của anh không thích hợp, tôi thấy không có 3 năm tháng thì khó có thể hoàn toàn khang phục. Mở cửa thấy trong vườn trống rỗng, Trần Tuyết gọi một tiếng chị Vũ Mông, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói của cô ta quanh quẩn trong sân, tần manh manh không hề đáp lại. Trương Dương trong lòng trầm xuống, Tần manh manh cuối tuần mới có thể rời khỏi kinh thành trở về nước Mỹ, hôm nay cô ta theo lý thì nên ở đây mới đúng, chẳng lẽ cô ta lại gặp phiền toái rồi. Chỉ tại hắn cân nhắc không chu toàn, một lòng vướng bận bệnh tình của La Tuệ Ninh, lại xem nhẹ an toàn của tần manh manh. Trần Tuyết nói, anh trước tiên ngồi nghỉ ở trong sân đi đá, tôi đi chung quanh tìm. Trương Dương dặn dò cô ta, phải cẩn thận một chút. Trần Tuyết gật đầu, trước tiên đỡ Trương Dương ngồi xuống ghế đá, sau đó mới tìm khắp hương sơn biệt viện vẫn không thấy bóng dáng của tần manh manh trương dương ngồi ở trong sân trong lòng lo lắng cho tần manh manh không thôi lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng xoay người lại liền thấy văn linh một thân áo đen như quỷ mị xuất hiện trước mặt mình trương dương mỉm cười nói chị linh chị không ở nhà chiếu cố cho mẹ nuôi sao đến chỗ tôi làm gì trong lòng cũng hiểu được chuyện xấu nhất cuối cùng vẫn xảy ra Văn Linh nói, tôi tin y thuật của cậu, có cậu ra tay, mẹ khẳng định không sao, ngược lại tôi có chút lo lắng cho cậu, vì cứu trị cho mẹ tôi, cậu đã hao tổn không ít nội lực. Trương Dương mỉm cười nói, cảm ơn sự quan tâm của chị, tôi không sao. Văn Linh nói, không sao ư, ngón tay cô ta cong lên, một viên Phật châu màu đỏ làm từ cây tử đàn bắn nhanh ra, Trương Dương nhìn thấy Phật châu đột nhiên bay tới trước mặt mình, nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ thoải mái né được nhưng lúc này lại hữu tâm vô lực, Phật châu chạm vào thái dương của trương dương, bắn cho hắn rất đau đớn, chỗ bị bắn trung xương húp lên. trương dương đã xác định phó công của văn linh đã khôi phục, đây còn là cô ta thủ hạ lưu tình, nếu như vận đủ lực đạo, chỉ sợ xương chán mình đã bị cô ta bắn thủng rồi. trương dương nói tất cả quả nhiên đều là cô làm, tôi cũng biết cô tuyệt tình, nhưng không ngờ rằng cô tuyệt tình đến mức này, thậm chí có thể xuống tay với mẹ ruột của mình. Văn Linh nói: "Bà ta không phải là mẹ tôi, trên thế giới này tôi không có thân nhân." Trương Dương nói: "Cô căn bản không phải Văn Linh, tôi thực sự hối hận, lúc trước nên một đao giết cô đi." Văn Linh cười ha ha, nói: "May mắn anh chỉ phế bỏ võ công của tôi, tôi nhờ vậy mới có thể hiểu được đạo lý phá rồi lại lập, nếu như không phải như vậy, tôi sao có thể hiểu được ảo diệu của sinh tử ấn?" Chương 2463: Sống và chết ba Trần Tuyết nghe tiếng từ trong nhà đi ra, cô ta tới bên cạnh Trương Dương, lạnh lùng nhìn Văn Linh, cô cho rằng mình đã hiểu được sự ảo diệu của sinh tử ấn ư. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đâu, loại người tâm cơ không như cô, cho dù nắm giữ được phương pháp của sinh tử ấn thì cũng khó có thể có được chân tùy. Văn Linh nói, không sai, cho nên tôi mới muốn cô nói ra tất cả bí mật. Đừng hòng, Văn Linh khinh miệt nhìn bọn họ một cái, hai người cho rằng hiện tại có năng lực đối kháng với tôi ư trương dương nói tần manh manh có phải ở trong tay cô hay không văn linh nói cô ta có ý nghĩa gì với tôi có quá nhiều người muốn đối phó cô ta căn bản không cần tôi ra tay trương dương tức giận nói cô rốt cuộc đã làm với cô ta văn linh lạnh lùng nói chỉ cần một cú điện thoại là đủ cô ta tiến về phía trước một bước trần tuyết nói văn linh cô đừng làm khó anh ta tôi đi theo cô văn linh nói trương dương à trương dương anh không uổng công tới thế giới này, có nhiều nữ tử si tình như vậy nguyện ý chết thay cho anh, anh trên đường tới hoàng tuyển sẽ không tịch mịch. Trương Dương nói, còn tốt hơn cô cô độc cả đời, đến chết cũng lẻ loi một mình. Văn Linh nghiến răng nghiến lợi, có tin tôi lấy mạng anh không? Trần Tuyết nói, cô chỉ cần động tới anh ta, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể có được bí mật của sinh tử ấn. Văn Linh cười lạnh nói, tưởng cô có thể ư, cô ta vỗ vỗ tay, Thiệu Minh Quân áp tải Liễu Đan Thần xuất hiện phía sau cô ta. Liễu Đan Thần từ sau khi rơi vào trong tay Văn Linh thì không hề nhỏ một giọt nước mắt. Nhưng nhìn thấy Trương Dương không biết vì sao sống mũi cay cay, nước mắt chảy. Trương Dương thế mới biết thì ra Liễu Đan Thần lọt vào trong tay Văn Linh. Văn Linh nói, hai người không sợ chết, nhưng sợ đối phương sẽ chết. Trương Dương, anh cho dù không để ý tới Liễu Đan Thần, nhưng anh có quan tâm tới cốt nhục trong bụng cô ta hay không? Phan Linh đánh mắt một cái, chủy thủ trong tay Thiệu Minh Phi dí xuống. Da thịt liễu đan thần lập tức bị mũi dao xẹt qua, máu tươi dọc theo cổ của cô ta chảy xuống. Trương Dương chăm chú nhìn liễu đan thần, nói khẽ, đan thần, anh hiểu cả rồi. Liễu đan thần nói, xin lỗi, anh anh có trách em không? Trương Dương mỉm cười lắc đầu, anh hy vọng em sẽ sống tốt, vì con của chúng ta. Trương Dương sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn tép trong ánh mắt Liễu Đan Thần cảm thấy được một loại khả năng nào đó, Liễu Đan Thần tựa hồ đang ôm lòng muốn chết. Trương Dương đoán không nhầm, Liễu Đan Thần không muốn không muốn để gian nhân sai khiến, thậm chí muốn hy sinh tính mạng của mình để chứng minh, nhưng những lời này của Trương Dương lập tức đánh trúng bộ phận yêu mềm nhất trong lòng cô ta, thiên tính của người mẹ khiến cô ta không thể chết được. Trương Dương nói, anh chưa bao giờ trách em, bởi vì anh biết trong lòng em có anh. Nước mắt Liễu Đan Thần rơi như mưa, trong lòng tràn ngập áy náy và hối hận. Thiệu Minh Phi nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là một đôi tình nhân tình thâm nghĩa trọng. Chủy thủ của cô ta đột nhiên khẽ động, xẹt qua áo khoác của Liễu Đan Thần, không ngờ cắt quần áo của Liễu Đan Thần, gió thu thổi lên, quần áo rơi xuống đất. Ngọc thể trần như nhộng của Liễu Đan Thần xuất hiện trước mặt Trương Dương. Liễu Đan Thần kinh hô một tiếng, hai tay che ngực. Trương Đại Quan Nhân chỉ cảm thấy đầu óc căng ra cả người thiên toàn địa chuyển nếu như không phải hai tay hắn vịn vào bàn đá chỉ sợ đã ngã xuống đất rồi trong cơ thể giống như có ngàn vạn con kiến đang bò cảm giác tê dại dọc theo xương sống của hắn truyền thẳng lên sộc vào não trần tuyết nhìn thấy tình thế không ổn vội vàng dùng lòng bàn tay áp vào lưng trương dương truyền một cỗ chân khí vào trong đó văn linh cười lạnh nói chỉ chẳng qua là vô dụng mà thôi cô nếu muốn giữ mạng sống của hắn thì hiện tại phải đưa văn của sinh tử ấn cho tôi Trần Tuyết nói, "Đã bị tôi hủy rồi." Văn Linh mỉm cười nói, "Không sao, tôi có thể chờ." Cho cô một tiếng, cô ta đi tới đỡ Trương Dương dậy, Trần Tuyết không hề ngăn cản cô ta, mắt thấy cô ta dẫn Trương Dương đi vào trong thư phòng, Thiệu Minh phi buông Liễu Đan Thần đi theo sát sau Văn Linh. Liễu Đan Thần nhặt quần áo đã nát tan lên trên người, mặt đẫm nước mắt. Trần Tuyết nhìn nhìn cô ta, thở dài, "Trong phòng có quần áo của tôi, cô đi thay đi đã." Liễu Đan Thần thay quần áo xong, nhìn thấy Trần Tuyết đã viết gì đó trong thư phòng, cô ta không dám quấy rầy, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Trần Tuyết nói, cô vì sao vẫn chưa đi? Liễu Đan Thần nói, là tôi hại anh ta, anh ta nếu chết thì tôi cũng không sống nữa. Trần Tuyết nói, cô có quyền quyết định sinh tử của mình, nhưng không có quyền quyết định sinh tử của đứa nhỏ trong bụng. Liễu Đan Thần run giọng nói, tôi nên làm gì bây giờ? trần tuyết nói tôi muốn cô ở đây đợi một người anh ta nếu tới thì cô dẫn anh ta tới thông đạo dưới thư phòng liễu đan thần nói ai trần tuyết nói chờ hắn tới cho sẽ minh bạch tôi viết xong thứ này rồi trước tiên xuống tìm họ cố gắng kéo dài thời gian nếu như tất cả thuận lợi thì anh ta trong hai tiếng đồng hồ sẽ có thể tới đây liễu đan thần gật đầu trần tuyết nhớ kỹ chuyện này không thể báo cảnh sát không thể cầu viện người ngoài đợi cho người đó tới nơi này rồi thì hắn hãy đi ngay, đi càng xa càng tốt. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, nếu như chúng tôi thực sự không thoát được kiếp này, ít nhất cô còn có thể giúp hắn lưu lại một cốt nhục. Liễu đàn thần lộ ra có chút xấu hổ, cô ta nói khẽ thật ra cổ độc trương dương chúng phải không phải không có phương pháp phá giải. Trần Tuyết nói, chuyện này để sau hãng tính, nếu như chúng ta có thể tránh được một kiếp này thì tất nhiên cô phải ra tay. Trương đại quan nhân nằm trên mặt đất ướt súng, thân thể xòe ra theo hình chữ đại, thoạt nhìn giống như là chết rồi. Thiệu Minh Phi vươn tay ra thử hơi thở của hắn, nói với Văn Linh, hắn chắc là bị cổ độc vào não rồi. Văn Linh nói, vào não rồi thì sao? Thiệu Minh Phi nói, tôi có biện pháp biến hắn thành một hoạt tử nhân, về sau bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm cái đó. Tựa như một người máy vai. Văn Linh lạnh lùng nói, cái xác không hồn. Thiệu Minh Phi gật đầu nói, đúng, là cái xác không hồn. Văn Linh nói, cô cũng độc ác thật. Thiệu Minh Phi không dám trêu chọc cô ta, cười cười, trong lòng lại mắng thầm, có độc tới mấy cũng không bằng cô. Văn Linh nói, sư phụ của cô là ai? Thiệu Minh Phi nói, đã qua đời nhiều năm rồi. Văn Linh nói, cô rất giỏi nói dối. Thiệu Minh Phi nhận thấy được sát khí hiện ra trong mắt cô ta, cúi đầu, nữ nhân trước mắt này có thể nói là còn đáng sợ hơn so với sư phụ cô ta. Thiệu Minh Phi vô cùng cẩn thận, sợ câu nào nói sai lại đắc tội với cô ta rồi mất cả mạng. Phan Linh nhìn lướt qua Trương Dương đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, nhẹ giọng thở dài, anh nếu như không phải vì nữ nhân thì cũng sẽ không tới nước này. Thiệu Minh Phi nói, cô định lúc nào thì thả tôi. Văn Linh nói, chờ tôi lấy được sinh tử quyết đã. Sao, cô lo tôi sẽ nuốt lời ư? Không phải. Lúc này Trần Tuyết chậm rãi đi xuống, tới bên cạnh bọn họ, trong tay cầm một quyển vở nhỏ xem ra cô ta vừa mới viết xong công pháp của sinh tử ấn văn linh vươn tay về phía cô ta ném tới đây trần tuyết nói tôi sao biết cho sẽ không lừa tôi văn linh tức giận nói cô cho rằng tôi thực sự không dám giết hắn ư trần tuyết nói cô và hắn đến từ cùng một chỗ kim văn linh tôi nói có đúng hay không nội tâm văn linh chấn động hầm hầm nhìn trần tuyết cô rốt cuộc là ai trần tuyết nói cô căn bản không phải là văn linh cô chỉ chiếm dụng thể xác của cô ta cô là kim văn linh là cô hồn giã quỷ đến từ thời tùy văn linh cười lạnh nói xem ra cô thật sự tìm hiểu được không ít chuyện thiệu minh phi đứng ngay bên cạnh cô ta nghe thấy trần tuyết nói như vậy rất bất ngờ đồng thời lại không khỏi cảm thấy sợ lặng lẽ lui hai bước về phía sau trần tuyết nói cha của cô chính là kiếm khách kim bổ mậu nổi danh thời tùy để ngăn cản tùy dương đế tấn công cao ly kim bổ mậu tới ám sát, đáng tiếc bị cao thủ tùy cung vây bắt, cuối cùng đào vong đến nơi này, lúc kim bổ mậu và cao thủ tùy cung ở đây quyết một trận tử chiến, cuối cùng đồng quy vô tận, nơi này là nơi chôn thây hắn, cô là con gái hắn, tuy rằng tìm được thi cốt của hắn, nhưng lại không thể đưa hắn về mai táng, là bất hiếu. Văn Linh lạnh lùng nói, người chết như đèn tắt cuối cùng chẳng phải vẫn hóa thành cho bội ư, cần gì phải tính toán. Trần Tuyết nói, sau khi Kim Bổ Mậu chết, cho lập trí báo thù cho cha, nhưng với võ công của cô căn bản không thể hoàn thành kế hoạch lớn như vậy, thậm chí cô ngay cả tới gần Tùy Dương đế cũng không thể, cho nên cô nghĩ ra một biện pháp, tóm lấy nhược điểm háo sắc của Tùy Dương đế, vào cung hầu hạ. Đáng tiếc Tùy Dương đế thật sự quá mức xảo trá, cho dù là đối với hậu cung tần cũng đề phòng khắp nơi, cô không tìm thấy cơ hội thích hợp để xuống tay, lại mang cốt nhục của hắn, cô vốn định sau khi sinh ra đứa nhỏ này sẽ hoàn thành nghiệp lớn ám sát, nhưng lại gặp cảnh khó sinh. Tùy Dương đế mời Trương Nhất trầm tới cứu tính mạng mẹ con cô, nhưng thân phận bí mật của cô lại bị người ta nhìn thấu, ngày sinh con, Tùy Dương đế sai người độc sát cô, chắc hẳn cô an hồn bất tán, oán khí ngút trời, không ngờ xuyên qua thời không tới trong cơ thể Văn Linh. Chương 2464, sống và chết 4. Thiệu Minh Phi nghe mà sợ nổi ra gà, đây là những người nào vậy? Quái vật từ chiều Tùy xuyên thời gian tới đây ư? Văn Linh cười ha ha nói, sức tưởng tượng của cô thật là phong phú. Trần Tuyết nói, mưu sát chồng là bất chung, cho xuyên qua tới trong cơ thể văn linh, phát hiện thế giới này đã trôi qua ngàn năm, trong lòng chắc hẳn vô cùng đau khổ và bàng hoàng, cho nên cô một lòng muốn trở về. Bất kể cô thừa nhận hay không, Trương Dương đã cứu tính mạng của cô, còn ba lần bảy lượt thủ hạ lưu tình với cô, mà cô thì lại lấy oán trả ơn, từng bước ép sát, khiến ân nhân cứu mạng thảm như vậy, đó là bất nghĩa, nữ nhân bất chung bất hiếu bất nghĩa như cô có mặt mũi nào sống trên thế giới này nữa Văn Linh nói, không nhìn ra cô là nữ nhân miệng lưỡi sắc bén, cho dù tất cả những gì cô nói là chính xác thì sao Chẳng lẽ có thể thay đổi được vận mệnh của mấy người ư Trần Tuyết nói, cô tới thế giới này, nhưng lại không hợp với nó Cô chiếm giữ thân thể của Văn Linh, nhưng không cách nào hoàn toàn dung nhập được Mặc cho võ công của cô cao cường tới thế nào nhưng không cách nào tiêu diệt được ý thức của bản thân văn linh. Hai loại ý thức bất đồng tồn tại trong cùng một cơ thể, tranh đoạt quyền khống chế thân thể này, đây là nguyên nhân chân chính khiến tính cách của cô hỉ nộ vô thường, thiện ác nan định. Văn Linh không nói gì, lạnh lùng nhìn Trần Tuyết, không thể không thừa nhận. Trần Tuyết rất hiểu mình. Trần Tuyết nói, cô hao tổn tâm cơ muốn có được sinh tử ấn, chính là muốn lợi dụng công pháp của sinh tử ấn để tiêu diệt ý thức bản thể của Văn Linh, chỉ có như vậy, cô mới có thể thực sự giành được quyền khống chế thân thể này. Nhìn ra được cô đã ngăn chặn được ý thức của Văn Linh, có điều cô chắc vẫn chưa thành công, nếu không cô cũng sẽ không nóng lòng chiếm sinh tử ấn này cho bằng được. Văn Linh nói, cho dù đều bị hắn đoán chúng thì sao, hiện tại ngoan ngoãn giao sinh tử ấn ra cho tôi. Trần Tuyết nói, cô không trở về được đâu, cho dù cô có được sinh tử ấn, cho dù võ công của cô là thiên hạ vô địch thì sao. Thời đại bất đồng, đã không phải chỉ bằng vào võ công là có thể hoành hành thiên hạ vì sao cô không thể chấp nhận những gì trước mắt an an ổn ổn hưởng thụ cơ hội trùng sinh không dễ có được này văn linh nói không cần cô phải giáo huấn tôi trần tuyết nói muốn có được sinh tử ấn này cô trước hết phải cứu tỉnh trương dương đã tôi có thể viết ra thì cũng có thể hủy nó bàn tay mềm của trần tuyết dần dần trở nên trong suốt văn linh gật đầu quay sang thiệu minh phi nói làm hắn tỉnh lại đi thiệu minh phi lấy ra thứ như túi thơm dí vào mũi trương dương trương đại quan nhân cảm giác một mũi cây gắt sọc vào óc hắn liên tiếp hắt xì hai cái chậm rãi mở hai mắt với hắn mà nói tỉnh lại không phải chuyện tốt gì đầu đau như muốn vỡ giống như có trăm ngàn con sâu đang cố gắng chui vào trong óc hắn cắn cốt tủy của hắn trần tuyết tới bên cạnh trương dương nói khẽ anh còn nhận ra tôi không trương dương gật đầu hắn cắn chặt khớp hàm đau đến nỗi nói không ra lời trong lòng trần tuyết thoáng thả lóng từ bệnh trạng của trương dương cho thấy cổ độc vẫn chưa xâm nhập vào óc hắn văn linh nói cho tôi trần tuyết ném bản mô phỏng của sinh tử ấn ra văn linh vươn tay tiếp lấy cô ta nhanh chóng lật xem công pháp sinh tử ấn văn linh có được tất cả là đến từ bản dập của nghịch chuyển càn khôn nhưng ghi chép trong đó không đầy đủ nhưng cô ta án chiếu bản trần tuyết ra vừa nhìn đã biết thiệt giả trong đó văn linh nhanh chóng xem một lượt phát hiện cuối cùng vẫn thiếu một bộ phận tức giận nói thức cuối cùng đâu. Trần Tuyết nói, tôi chỉ có được từng ấy thôi, không có cái gọi là thức cuối cùng. Văn Linh giọng the thế nói, không thể, trên bản dập ghi lại tên chiêu thức, chắc phải có thức cuối cùng, cô dám lừa tôi. Thiệu Minh Phi lúc này đã lùi tới cửa, cô ta thấy Văn Linh như điên lên rồi, trong lòng có chút khiếp sợ, muốn nhân cơ hội này lặng lẽ đào tẩu. Không ngờ ánh mắt Văn Linh đột nhiên chiếu về phía cô ta, Thiệu Minh Phi sợ đến nỗi dừng bước, run giọng nói, cô đã đáp ứng, có được sinh tử ấn sẽ thả tôi. Văn Linh tức giận nói, tôi đã nói cho cô tự do, chẳng lẽ cô không rõ muốn tự do thì chỉ có cái chết mới có thể ư. Vừa nói tay vừa về một viên Phật Châu bắn ra, cô ta ra tay rất mạnh, trong đương thời ít người có thể địch nổi. Phốc một tiếng, viên Phật Châu đó không ngờ phá nát xương chán của Thiệu Minh Phi, trực tiếp xuyên vào đầu cô ta, rồi kéo theo máu tươi và óc bay ra ngoài, uy lực của một kích này không ngờ không kém gì đạn. Thiệu Minh Phi ngã xuống, hai mắt tròn xoe. Trương Dương nhìn thấy Văn Linh trong cái nhấc tay đã giết chết Thiệu Minh Phi, tuy rằng Thiệu Minh Phi cũng không phải là người tốt gì, nhưng nhìn thấy cô ta chết thảm như vậy, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Hắn cố nén đau từ dưới đất bò dậy, chắn trước mặt Trần Tuyết rồi gầm khẽ, Văn Linh, để tôi kiến thức công phu của cô một chút. Văn Linh cười ha ha, nói anh xưng ư, cô ta cách không chém ra một trường. Âm một tiếng, trưởng phong vô hình nện vào ngực Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân bị cô ta đánh cho bay ra ngoài, ngã xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Trương Đại Quan Nhân cười thảm nói, thoải mái, thoải mái quá, cô chưa ăn cơm à? Sao chẳng có sức gì cả? Văn Linh tiến một bước về phía trước, chân tuyết cản đường cô ta, chậm rãi chém ra một trường về phía cô ta, tay của cô ta đã hoàn toàn trở nên trong suốt, giống như thành từ thủy tinh. Văn Linh cũng đồng dạng đánh ra một trường đón đã, tay cô ta cũng trở nên trong suốt có điều lờ mờ lộ ra màu lam, so sánh với Trần Tuyết thì không tinh thuần bằng. Song trưởng chạm vào nhau, thân thể mềm mại của Trần Tuyết lắc lư một cái, công lực của cô ta vốn không bằng Văn Linh, hơn nữa trước đó đã dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho Trương Dương nên tổn thất không nhỏ, chênh lệch giữa hai người trong vô hình đã được khuếch đại. Không đợi Trần Tuyết hoàn toàn tán đi lực lượng của thế công, công kích thứ hai thứ ba của đối phương đã đến, Trần Tuyết lấy cứng đối cứng một trưởng với cô ta, Lão đảo lùi lại mấy bước, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Văn Linh nhíu mày, cảm giác có chút không đúng, chẳng lẽ Trần Tuyết thực sự chưa nắm giữ được toàn bộ sinh tử ấn. Cô ta đang muốn ra tay thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên, "Văn Linh, em điên rồi." Thân hình Văn Linh chấn động, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Thiên Giá xuất hiện bên trong động, bên cạnh hắn còn có Liễu Đan Thần. Liễu Đan Thần nhìn thấy Trương Dương ngã trên đất, ngược dính đầy máu vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, Trương Dương, anh sao rồi, anh sao rồi. Trương Dương cười thảm, không sao, đầu của hắn càng đau hơn, cứ như tùy thời có thể nổ tung. Đỗ Thiên giã cản đường Văn Linh, hầm hầm nhìn cô ta, anh không hiểu, em vì sao lại biến thành như vậy, sự thiện lương của em, lương tâm của em có còn không? Sự xuất hiện của Đỗ Thiên Giá khiến gợn sóng trong lòng Văn Linh lại dấy lên, cô ta cô ta môi cút ngay. Đỗ Thiên Giá chỉ vào Trương Dương, hắn là huynh đệ của em, là ân nhân cứu mạng của em, em sao lại đối đãi với đối đãi như vậy? Muốn giết hắn thì giết anh trước đi. Văn Linh nhìn Đỗ Thiên Giã, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Trần Tuyết ở bên cạnh nói, Văn Linh, tôi nhìn ra được, cô vẫn luôn yêu anh ta, trong đáy lòng cô Thủy Trung vẫn không thể quên được anh ta. Văn Linh ra sức lắc đầu, ý đồ xua đuổi ý thức càng lúc càng mãnh liệt trong cơ thể. Đỗ Thiên Giã nói, Tiểu Linh, em không phải như thế, em trước đây căn bản không phải thế này. Văn Linh cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đất, nhìn thấy đó sinh tử ấn đó, lòng cô ta bỗng nhiên trở nên cứng rắn, bỗng nhiên điểm trúng huyệt đạo của Đỗ Thiên Giã, ném hắn ra ngoài, cô ta thét to tôi không phải Văn Linh, tôi không phải, tôi trước giờ đều không phải. Sát khí vừa mới suy yếu trong mắt cô ta đột nhiên lại trở nên cường thịnh. Mục đích Trần Tuyết mời Đỗ Thiên Giã đến, là muốn lợi dụng hắn để đánh thức ý thức bị vùi lấp trong cơ thể Văn Linh, nhưng cô ta đã xem nhẹ sự cường đại về ý thức của Kim Văn Linh, hiện giờ ý thức của cô ta đã hoàn toàn chiếm được thượng phong. Trần Tuyết nói, sinh tử ấn mà tôi biết vốn cũng chỉ có từng ấy thôi, một thức cuối cùng mà cô nói chắc là ở trên bản dập của nghịch chuyển càn khôn. Văn Linh trước giờ luôn mang theo bản dập đó bên người, nghe Trần Tuyết nói như vậy, cô ta nửa tin nửa ngờ, không thể, bản dập đó tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần rồi, bên trên căn bản không ghi lại một thức cuối cùng chỉ có tên thôi Trần Tuyết nói cô đưa bản dập cho tôi xem Văn Linh lấy ra bản dập đưa cho cô ta Trần Tuyết cầm bản dập nhìn nhìn tới bên cạnh Trương Dương dùng truyền âm nhập mật nói lát nữa tôi sẽ cầm chân cô ta các anh chạy đi Trương Đại Quan Nhân không nói gì chỉ lắc đầu Trần Tuyết ngưng tụ công lực toàn thân chuẩn bị phát động một kích toàn lực về phía Văn Linh tay cô ta lại trở nên trong suốt Liễu đan thần bỗng nhiên chú ý thấy trên bản dập bị tay Trần Tuyết che lên có một chữ nhỏ sáng lên, Phan Linh cũng đồng thời chú ý tới biến hóa này, cô ta kinh hỉ nói có chữ viết kia. chương 2465, không phá thì không xây được một. Phan Linh lúc này mới tin Trần Tuyết quả thực không biết một thức cuối cùng của sinh tử ấn, bản dập này thì ra có bí mật dị thường như vậy, Phan Linh tuy rằng tu luyện sinh tử ấn, nhưng cô ta dù sao cũng không đoạt được đầy đủ, và đồng dạng so sánh với Trần Tuyết cũng tu luyện sinh tử ấn, cô ta hiển nhiên không tinh thuần bằng Trần Tuyết, thủ trưởng của cô ta khi che phủ bản dập thì chưa bao giờ phát sinh hiện tượng như vậy. Trần Tuyết nói, tôi ở lại, để bọn họ đi. Văn Linh nói, cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Ánh mắt của cô ta nhìn thẳng vào bản dập, tay Trần Tuyết vừa che lên bản dập thì lập tức chữ viết màu vàng phía dưới lộ ra. Văn Linh hừ lạnh một tiếng, thân thể của cô ta đột nhiên lao ra, kéo Trương Dương về, thân thể khôi ngô của Trương Dương bị cô ta kẹp dưới nách, cứ như không hề phí sức chút nào, Phan Linh bay lên không, một lên một xuống đã dừng trên mạch nước ngầm, mũi chân của của cô ta đạp vào tấm ván gỗ lướt đi. Giọng nói từ xa vang tới, theo tôi. Trần Tuyết nhìn thấy Trương Dương bị cô ta kẹp dưới nách thì chỉ có thể đuổi theo cô ta. Phan Linh và Trần Tuyết một trước một sau tới eo đá dưới đất, đây chính là nơi năm đó kim bổ mậu đại chiến với cao thủ tùy cung, mũi chân văn linh điểm nhẹ lên trên tấm ván gỗ, mang trương dương bay vọt đến đỉnh eo đá. Trần Tuyết theo sau chạy đến, hôm nay cô ta hao tổn quá nhiều công lực, hơn nữa vừa mới bị văn linh đánh trọng thương, rõ ràng có chút khí tức không ổn. Văn Linh, nói hiện tại để tôi xem bản dập đó. Trần Tuyết ném bản dập cho cô ta, sau đó tới trước mặt cô ta, vươn tay ra che lên trên bản dập, chữ viết màu vàng một lần nữa xuất hiện. Văn Linh và Trần Tuyết hai người đều tập trung tinh thần nhìn, trong mắt họ, một thức cuối cùng này nhất định là một chiêu vô cùng uy lực. Trần Tuyết thì coi như đây là cơ hội để khắc chế văn linh, nhưng khiến họ thất vọng là những chữ này tựa hồ không hề có liên hệ với công pháp sinh tử ấn. Văn linh lầm bẩm nói, nghịch chuyển càn khôn, chẳng lẽ ghi chép trong đây căn bản không phải sinh tử ấn. Trần Tuyết nói, cô nếu đã nắm giữ được tất cả bí mật thì hiện tại phải thực hiện lời hứa. Văn Linh gật đầu, được, vừa dứt lời, cô ta nện một quyền vào đan điền của Trương Dương, báo trả báo. Lúc trước Trương Dương phế bỏ võ công của cô ta, hiện giờ cô ta lấy đạo của người trả cho người. Trương Đại Quan Nhân hư một tiếng, cảm thấy một cỗ lãnh từ đan điền nhanh chóng lan ra kinh mạch toàn thân, không biết có phải do đau đớn di rời hay không mà đầu hắn không ngờ hết đau. Trần Tuyết nói cô không giữ lời hứa. Văn Linh lạnh lùng nói tôi cũng không phải là nam nhân đại trượng phu gì cả, sao phải giữ lời hứa. Không giết hắn đã là tôi phá lệ khai ân rồi, nhưng tôi không giết hắn, cũng không có nghĩa là tôi không giết cô. Trong hai mắt của Văn Linh lộ hung quang, da thịt trên bàn tay dần dần trở nên trong suốt, lờ mờ hiện ra ánh sáng xanh, giống như quỷ thủ. Trần Tuyết tự biết không phải đối thủ của cô ta, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, một trưởng đánh về phía Văn Linh. Văn Linh hừ lạnh một tiếng, một trưởng đón đỡ, lần này cô ta dùng hết toàn lực, song trưởng chạm vào nhau, Trần Tuyết hét lên, như diều đứt dây bay ra ngoài, đập vào dốc đá phía sau sau đó thì lại rơi xuống đất. Văn Linh, nói cho dù cô tu luyện sinh tử ấn thì sao? Ngay cả sinh tử của bản thân cũng không thể nắm trong tay, thật đáng buồn đáng tiếc. Máu tươi trong miệng Trần Tuyết chảy ra, ngay cả một câu cũng không nói nổi. Trương đại quan nhân thấy thảm trạng như vậy, không biết lực lượng làm sao lại có, không ngờ lão đảo đứng dậy, bảo vệ Trần Tuyết, giận mắng Văn Linh, tiện nhân, có gan thì đánh tôi đây này. Văn Linh nói, muốn chết lại một trưởng u nệ vào ngực trương dương trương đại quan nhân bị cô ta đánh cho bay về phía sau thân thể va vào trên vách đá giống như dính lên trên có điều thằng cha này vẫn rất hương ngạnh không ngờ lại lảo đảo đứng lên sinh tử ấn của cô chẳng qua chỉ vậy mà thôi văn linh cười lạnh nói thật ư vậy ăn thêm một quyền nữa nhé cô ta nắm chặt quyền đánh vào đan điền của trương dương trương dương không tránh trên thực tế hắn hiện tại căn bản không có sức phản kháng quyền đầu của văn linh đánh trúng bụng hắn người trương dương cong như con tôm ngay khi văn linh chờ hắn ngã xuống trương dương đột nhiên như con báo đánh tới cô ta văn linh làm sao ngờ lại phát sinh một màn như vậy cô ta rõ ràng đã phế bỏ võ công của trương dương một quyền vừa rồi đánh vào khí hải đan điền của hắn cho dù là có chút nội lực còn sót lại thì cũng thế tất bị một quyền này của cô ta đánh tan nhưng động tác của trương dương rõ ràng là đã khôi phục công lực văn linh bị trương dương ôm lấy cô ta vươn ngón tay ra Nhị Long tham châu muốn đâm vào hai mắt trương đại quan nhân, trương dương lại sớm nhìn thấu ý đồ của cô ta, trước cô ta một bước dí sát mặt vào mặt cô ta. Văn Linh không đâm trúng hai mắt hắn, chỉ có thể vung quyền uy hiếp hắn. Trương đại quan nhân dồn hết sức toàn thân ôm cô ta từ trên dốc đá ngã xuống dưới, hai người cùng nhau rơi vào trong mạch nước ngầm. Văn Linh có khuyết điểm trí mạng, cô ta không biết bơi. Thật ra cho dù cô ta biết bơi thì làm sao? Công lực của trương dương chưa khôi phục hoàn toàn một quyền vừa rồi muốn tán đi võ công của hắn của văn linh quả thực đã đánh vào đan điền hắn. Nhưng trương đại quan nhân từ sau khi tu luyện đại thừa quyết, cháu môn của hắn cũng đã lệch vị trí, khác với người luyện võ khác, nội thức của hắn không phải là từ đan điền sinh ra, công kích của văn linh vừa hay khiến cổ độc đang tra tấn hắn tạm dừng phát tác. Đặc điểm lớn nhất của đại thừa quyết chính là tốc độ khôi phục cực nhanh, trương đại quan nhân trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục một bộ phận công lực, hắn đương nhiên hiểu rõ với trạng thái trước mắt của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Văn Linh, nhớ tới chuyện Văn Linh không biết bơi, cho nên hắn mới nghĩ ra chủ ý này, kéo Văn Linh vào trong nước, một là hắn chiếm ưu thế biết bơi, hai là có thể lợi dụng đại thừa quyết có thể hô hấp tự do trong nước, Văn Linh tuy rằng võ công cao cường, nhưng cô ta không có bản sự này. Văn Linh sau khi rơi vào trong nước thì vừa kinh vừa sợ, cô ta nín thở, ở trong nước giấy dội ý đồ thoát khỏi sự trói buộc của Trương Dương, nhưng hai chân hai tay của trương dương quấn chặt lấy người cô ta giống như dây thường xuân quấn lấy người cô ta mặc cho cô ta tay đấm chân đá vẫn không chịu buông tay văn linh cảm giác dòng nước chung quanh không ngừng tụ về phía bọn họ cô ta không biết trương dương đang tích cực lợi dụng hoàn cảnh chung quanh để hấp thu năng lượng thân thể hắn đang ở trong quá trình khôi phục nhanh chóng khiến văn linh sợ hãi là công lực trong cơ thể cô ta cũng bắt đầu tiết ra ngoài trương dương giống như một từ thể cực lớn hút tất cả năng lượng chung quanh vào trong cơ thể hắn. Văn Linh thầm kêu khổ, đây rốt cuộc là công phu cổ quái gì vậy? Hấp tinh đại pháp A. À? chương 2466, không phá thì không xây được hai. Hai người ở dưới nước, dân ra, nội lực trương dương càng lúc càng cường đại. Mà nội lực của Văn Linh thì nhanh chóng tiết ra, cô ta hoảng sợ, cắn tai trương dương, trương đại quan nhân đau điếng. Trong lòng thầm kêu không ổn, nữ nhân này ngay cả miệng cũng dùng tới rồi, cái tai đầy phúc khí xinh đẹp của mình như vậy chỉ sợ là không được bảo đảm, nhưng việc hắn có thể làm chỉ có càng ôm chặt Phan Linh hơn. Ép cô ta buông tay. Phan Linh đã cảm thấy hô hấp trở nên càng lúc càng khó khăn, ý thức của cô ta trở nên mơ hồ, đánh cũng càng lúc càng yếu, cuối cùng cô ta hôn mê trong lòng Trương Dương. Trần Tuyết gian nan đi đến bên cạnh dốc đá, từ vị trí của cô ta căn bản không nhìn rõ tình cảnh dưới nước, tuy rất lo lắng cho Trương Dương nhưng không thể làm gì hơn ngoài lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Trương Dương có thể đào xuất sinh thiên, từ động tác vừa rồi của Trương Dương nhằm vào Văn Linh cho thấy. Hắn chắc đã khôi phục một chút công lực, khi Trần Tuyết đang lo lắng không thôi thì nhìn thấy mạch nước ngầm nổi bọt nước. Trương đại quan nhân đỡ Văn Linh đã hôn mê từ dưới nước đi lên. Trần Tuyết nhìn thấy hắn bình an vô sự, hạnh phúc đến nước mắt rơi lã trã, Trương Dương, đây là lần đầu tiên cô ta biểu lộ chân tình trước mặt Trương Dương. Trương Dương Giang e nói nhảy xuống, tôi đỡ. Sau khi Văn Linh tỉnh lại, cảm giác cả người đau nhức. Cô ta trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận công, lại phát hiện trong đan điền trống rỗng, không có tới nửa phần lực đạo. Trương Dương và Trần Tuyết dựa lưng vào nhau, quần áo trên người hai người đã ướt sũng. Trương Dương nói cô không còn cơ hội khôi phục công lực đâu, hắn đã tìm được ẩn mạch của Văn Linh, đánh nứt nó. Văn Linh không còn cơ hội phá kén trùng sinh. Văn Linh thét to, vì sao lại đối với tôi như vậy? Trương Dương nói, vốn nên vốn nên giết cô rồi, nhưng con người tôi thủy chung mềm yếu. Hắn kéo Trần Tuyết, hai người đỡ nhau đi. Văn Linh giơ hai tay ôm đầu khóc sống lên. Không biết qua bao lâu, cô ta nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Thiên Giã xuất hiện trước mặt của cô ta, Đỗ Thiên Giã vươn tay về phía cô ta. Văn Linh lắc đầu, không cần anh thương hại tôi, tôi không cần bất kỳ ai thương hại tôi cả. Đỗ Thiên Giã nói, Văn Linh trong lòng tôi vĩnh viễn là nữ hài tử đơn thuần thiện lương. Văn Linh nước mắt tràn mi, cô ta chậm rãi đứng lên, Văn Linh anh quen đã sớm chết rồi. Đỗ Thiên Giã nói, Tiểu Linh. Văn Linh lắc đầu, chuyện đã phát sinh vĩnh viễn không thể quay lại, Thiên Giã, hãy quý trọng người yêu hiện tại của anh, tôi sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho anh. Văn Linh chậm rãi bước đi. Đỗ Thiên Giã nhìn bóng dáng buồn bã của bóng dáng biến mất, hắn muốn giữ lại, nhưng câu nói cuối cùng vẫn không thể ra khỏi miệng cô ta đi rồi hà trương dương nói khẽ đỗ thiên giã gật đầu hắn nói lời từ biệt với trương dương trương dương nói chuyện hôm nay tôi hy vọng không còn ai khác biết đỗ thiên giã nói anh yên tâm tôi sẽ không nói với ai hắn vỗ vỗ vai trương dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ta trương dương nhún nhún vai muốn biết thì anh nên tự mình đi hỏi cô ta Đỗ Thiên Giã thở dài, nói khẽ tiểu tuyết bị thương không nhẹ, anh nhất định phải chữa khỏi cho cô ta. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, có tôi ở đây cô ta sẽ không sao. Đỗ Thiên Giã nói, Tần Manh Manh không sao, Phan Linh nói là người của Tần Gia đã đưa cô ta đi rồi, nếu kiểu lão ra mặt lên tiếng, tôi nghĩ người của Tần Gia không dám làm gì cô ta đâu. Trương Dương giờ mới yên lòng, tuy rằng người của Tần Gia không dám làm gì Tần Manh Manh, nhưng hắn vẫn cảm thấy lần này tần manh manh đi có chút kỳ quái trong đây nói không chừng có vấn đề gì khác nhìn bóng xe của đỗ thiên giã đi xa trương dương mới quay vào nhà trần tuyết bị thương rất nặng liễu đan thần đang ở trong phòng chiếu cố cô ta nhìn thấy trương dương tiến vào liễu đan thần vội vàng đứng dậy cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng và sợ hãi ngượng ngùng là trương dương đã biết tất cả những gì phát sinh giữa bọn họ hơn nữa mình còn mang cốt nhục của hắn sợ hãi là vì mình từng nhiều lần hại hắn hiện tại thực sự không biết nên đối mặt như thế nào trương dương trước tiên cho trần tuyết ăn một viên nghịch thiên đan sau đó nói với liễu đan thần đan thần anh có một số lời muốn nói với riêng em liễu đan thần cắn cắn môi cúi đầu cùng trương dương tới phòng của hắn trương dương nói ngồi đi liễu đan thần sợ hãi nói em đứng cũng được trương dương nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì không khỏi bật cười sao em anh giống như đột nhiên rất sợ anh Liễu Đan Thần mặt đỏ bừng, "Em, em chỉ là chuột dạ, bởi vì em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh." Trương Dương nói, "Nhưng em cuối cùng vẫn không hại anh." "Vì sao?" Liễu Đan Thần càng đỏ mặt hơn, bởi vì, bởi vì em không muốn nói. Trương Dương nói, "Em đúng là giỏi giấu, mang cốt nhục của anh rồi mà không ngờ khiến anh không biết gì." Liễu Đan Thần cắn cắn môi, "Đó đều là vì sư tỷ hại em, bằng không em sẽ không." "Sẽ không gì?" có phải cảm thấy chịu thiệt đúng không liễu đan thần nói ban đầu thì đúng là cảm thấy vậy nhưng về sau lại cảm thấy anh cũng không có gì xấu trương đại quan nhân cười nói cái gì gọi là anh cũng không xấu thanh niên tốt như anh đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy đâu liễu đan thần không nhịn được liền bật cười cô ta nói khẽ em đâu nói là hối hận dù sao cũng nhận mệnh rồi nói tới cuối cùng tiếng nhỏ như mũi kêu nhưng đã biểu lộ hết tình ý trong lòng đối với trương dương Trương Dương trong lòng cũng ấm áp, hắn nói với Liễu Đan Thần, Đan Thần, Trần Tuyết bị thương rất nặng, anh phải mau chóng trị liệu cho cô ta, nhưng trong cơ thể anh lại có cổ độc, phải biết rằng vận công chữa thương cho cô ta là chuyện cực kỳ mạo hiểm, nếu như cổ độc đúng lúc phản phát, chỉ sợ anh khó tránh khỏi cái chết. Liễu Đan Thần nói, em có thể giải trừ cổ độc trong cơ thể anh, có điều em muốn anh đáp ứng em hai điều kiện. Trương Dương cười nói, em không ngờ còn có thể ra điều kiện, được, nói ra nghe thử đi chỉ cần không quá đáng thì anh chắc sẽ đáp ứng liễu đan thần nói điều kiện đầu tiên là không cho anh hỏi về quá khư của em trương dương gật đầu nói được tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ cần em không nói thì anh tuyệt đối không hỏi liễu đan thần nói thứ hai anh đối với em như thế nào cũng được nhưng anh nhất định phải đối tốt với mặt của cô ta lại đỏ lên bốn chữ con của chúng ta này cô ta thật sự không thể nói ra miệng Trương Dương cười nói, đó là tất nhiên rồi. Vẻ mặt của Liễu Đan Thần lúc này lộ ra có chút xấu hổ, cắn cắn môi nói, anh trước tiên đi tắm rửa thay quần áo đang đã. Gì cơ, Trương Đại Quan Nhân nói xong lập tức minh bạch, thì ra phương pháp giải trừ cổ độc này lại hương diễm mạn diệu như vậy. Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười nói, vậy, có muốn tắm cùng nhau hay không? Liễu Đan Thần đỏ mặt mặt lắc đầu, anh trước tiên nghỉ ngơi đi đã, em đi xem Trần Tuyết đã ngủ chưa? chương 2467, không phá thì không xây được ba. Trương đại quan nhân cười cười gật đầu, đoạn nhân duyên giữa hắn và liễu đan thần hoàn toàn là do thiệu minh phi tác hợp, nếu như không phải có thiệu minh phi, bọn họ có lẽ không thể nào đi đến với nhau. Trương Dương đi tắm rửa, rời khỏi phòng tắm, phát hiện đèn trong phòng đã tắt, hắn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ, vươn tay ra chuẩn xác bắt được bàn tay mềm của liễu đan thần, liễu đan thần ư một tiếng, bị hắn ôm vào lòng, thân thể mềm mại nóng rực, trong bóng đêm trương dương cúi đầu tìm được môi thơm của cô ta tặng một nụ hôn dài thuận tay bật đèn đầu giường liễu đan thần xấu hổ đến nỗi cúi đầu xuống muốn vươn tay tắt đèn lại bị trương dương ngăn lại trương dương nói lần này anh phải nhìn rõ em không thể hồ đồ như lần trước được liễu đan thần lấy ra bình ngọc bình ngọc móc một viên đan dược màu lan ra trương đại quan nhân nói thứ gì đấy có phải là viagra không đấy anh không cần đâu Liễu đan thần sẵn giọng anh không phải muốn em giúp anh giải trừ cổ độc ư. Đây là tiếp dẫn đan. Trương Dương gật đầu. Liễu đan thần đưa đan dược tới miệng hắn thì đột nhiên dừng lại, ôn nhu nói, anh không sợ anh hại anh một lần nữa à. Trương đại quan nhân cười nói, chết dưới váy cây lựu, thành quỷ cũng phong lưu, anh trước giờ phúc lớn mạng lớn, lúc trước em muốn hại anh, hy lý hồ đồ thế nào lại thành. Liễu đan thần che miệng hắn, đừng nói bậy. Bốn mắt nhìn nhau, nhiệt lực tóe ra liễu đan thần kẹp tiếp dẫn đan giữa hai môi cúi xuống đút vào trong miệng trương dương cái lưỡi thơm tho đẩy nhẹ tiếp dẫn đan chui vào hỏng trương dương trương dương nuốt nhưng lại không tha môi của liễu đan thần hai người trao nhau cái hôn nồng nhiệt liễu đan thần vươn tay ra tắt đèn trong bóng đêm trương dương cởi từng kiện quần áo của cô ta hai người trần chuồng kề sát vào nhau trương dương xoay người đè liễu đan thần xuống dưới liễu đan thần ghé vào tai hắn nói khẽ anh nhẹ nhàng một chút đừng để ảnh hưởng tới thai nhi. Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì vội vàng tụt xuống, nói khẽ vậy. Anh thấy em ở trên thì tốt hơn. Bình minh bất chi bất giác đã đến, là tuệ ninh mở mắt ra, nhìn thấy con gái Văn Linh đang đứng cạnh giường, lặng lặng nhìn mình, hai mắt đỏ ửng, hiển nhiên là đã khóc rất lâu. Là tuệ ninh giấy ruộng muốn ngồi dậy, Văn Linh vội vàng đỡ bà ta, nhét gối mềm ra sau lưng bà ta, mẹ, mẹ tỉnh rồi à. Là tuệ ninh gật đầu, nói khẽ tiểu linh con đi đâu vậy văn linh nói lên núi cầu phúc cho mẹ 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 hiện tại cảm thấy thế nào la tuệ ninh nói tốt hơn nhiều rồi lần này cũng nhờ trương dương văn linh nói mẹ con lần này về là muốn nói lời từ biệt với mẹ con muốn đi à văn linh gật đầu mẹ con quyết định xuất gia la tuệ ninh không hề biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên và rung động trước quyết định của con gái sự bình tĩnh của bà ta nằm ngoài ý liệu của văn linh la tuệ ninh cầm tay con gái mẹ đã nói rồi con đã trưởng thành tới lúc tự quyết định nhân sinh của mình bất kể con làm gì thì mẹ cũng sẽ tôn trọng quyết định của con văn linh nói mẹ chắc con không nói với cha đâu la tuệ ninh nói mẹ có thể hỏi lý do không văn linh nói mấy năm nay trải qua quá nhiều chuyện con đã sớm nhìn thấu hồng trần thanh đăng của phật mới là nơi có thể khiến tâm tình của con thực sự bình thản mẹ xin lỗi la tuệ ninh nói chúng ta là mẹ con giữa mẹ con vĩnh viễn không cần nói ba chữ này văn linh gật đầu cô ta đứng dậy rời khỏi phòng mẹ trong khoảnh khắc đóng cửa phòng nước mắt trào ra khỏi mắt cô ta che miệng lại ép mình không phát ra tiếng khóc văn hạo nam ngồi yệt phòng khách nhìn chị gái chuẩn bị rời đi hắn khó hiểu nói vì sao phải đi văn linh nói chị nói em cũng không hiểu về sau em phải biết điều hơn phải chiếu cố cho ba mẹ nhiều hơn Văn Hạo Nam nói chị, có phải vì Đỗ Thiên Giã hay không, chị còn thích hắn sao không nói rõ ra. Hắn đã kết hôn đâu, hai người còn có cơ hội mà. Văn Linh lắc đầu, chị không phải vì bất kỳ ai, là vì bản thân hát si thôi. Hạo Nam, nghe chị một câu, đừng đối địch với Trương Dương nữa, em không phải là đối thủ của hắn. Văn Hạo Nam bị những lời này của cô ta chọc giận, hắn lạnh lùng nói, đó là chuyện của em. Văn Linh thở dài, nhìn thoáng qua phòng mẹ trên lầu, nói khẽ chị đi đâu chị chị khi nào thì về văn linh không nói gì chỉ phất phất tay sau đó ra khỏi văn gia trương dương đứng bên trong sân để nội tức đi lại trong cơ thể hai vòng chỉ cảm thấy kinh mạch vận hành thông suốt nội tức sinh sôi không ngừng sau gáy không còn bệnh trạng đau đớn và tắc nghẽn như trước đây cổ độc trong cơ thể hiển nhiên đã không còn sót lại chút gì đón gió thu trương dương trước tiên đánh một bộ không minh quyền đánh xong 72 lộ không minh quyền thì mặt không đỏ thở không gấp, không phải bởi vì trương đại quan nhân rảnh rỗi nên mới đánh quyền, mà là hắn muốn thông qua bộ quyền pháp này để tiến hành đánh giá chuẩn xác tình trạng công lực hiện tại của mình. Tuy rằng không dám nói công lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, ít nhất trước mắt đã có 8 phần tiêu chuẩn của trạng thái đỉnh phong. Liễu đan thần không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh, nhìn dáng người mạnh mẽ của Trương Dương trong nắng sớm, cô ta từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo vì Trương Dương. Nếu như không phải trải qua trận kiếp nạn sinh tử này, ngay cả bản thân cô ta cũng không thấy rõ được tình cảm đối với Trương Dương. Trương Dương đi tới bên cạnh cô ta, cười cười, Liễu Đan Thần đưa cho hắn một cái khăn mặt, nói khẽ mệt không? Trương Dương cười nói, tối hôm qua toàn là em vất vả, anh có mệt gì đâu. Liễu Đan Thần bị ngôn ngữ của hắn khiến cho lòng hoa nở rộ, cô ta lườm Trương Dương một cái, còn nói hưu nói vượn nữa là về sau em sẽ không để ý tới anh nữa đâu. Trương Dương lau mồ hôi, mỉm cười nói, Trần Tuyết tỉnh chưa? Liễu đan thần nói, tôi vừa đi thăm cô ta, cô ta tỉnh rồi. Trương Dương nói, anh đi thăm cô ta. Trần Tuyết cả người lộ ra vẻ tiều tụy, mắt đẹp cũng mất đi thần thái ngày trước. Trương Dương nhìn thấy thì rất đau lòng, nếu như Trần Tuyết không phải vì mình, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Trương Dương ngồi xuống bên giường, cầm tay cô ta, từ mạch môn của cô ta tống vào một cỗ chân khí. Mạch tượng của Trần Tuyết rất loạn, Hắn nói khẽ cô bị thương không nhẹ, tôi cần dùng nội lực đả thông kinh mạch cho cô. Trần Tuyết lại lắc đầu, không cần. Trương Dương cho rằng cô ta lo cho sức khỏe của mình, vỗ ngực nói, cô không cần lo cho tôi, thương thế của tôi hiện tại đã hoàn toàn khôi phục rồi. Trần Tuyết nói, tôi tối hôm qua đã suy nghĩ cả một đêm rồi, anh sở dĩ có thể vào thời điểm cuối cùng khôi phục nội lực một cách thần kỳ như vậy, đánh bại Văn Linh, nguyên nhân căn bản chính là phá rồi lại lập, rất nhiều võ công đều tuân theo quy tắc này quá trình tu hành sinh tử ấn chính là đúng với đạo này. Anh lúc trước phế bỏ võ công của Văn Linh, lại vô tình thành tựu cho cô ta. Văn Linh tuy rằng đã thương tôi, nhưng đối với tôi chưa chắc đã là chuyện xấu, tôi cuối cùng cũng minh bạch quan khiếu của ẩn mạch rồi. Trương Dương nói, ẩn mạch ư. Trần Tuyết nói, nếu để anh giúp, tôi tất nhiên có thể trong ngắn hạn khôi phục, nhưng công pháp sinh tử ấn của tôi sẽ chỉ trệ không tiến. Lần này đối với tôi mà nói lại là một cơ hội hiếm có, anh không cần giúp, tôi sẽ lợi dụng sinh tử ấn để tự hành chữa thương, tuy rằng thời gian hơi lâu, nhưng đối với tu luyện về sau của tôi sẽ rất có ích, vẫn không cần anh ra tay giúp đỡ đâu. Trương Đại Quan Nhân nói, thật là như vậy ư. Trần Tuyết nói, nếu như là trước đây thì tôi có thể sớm tham mộ được ẩn mạch chi đạo, cứu trị an ngữ thần cũng không cần phải phiền toái như vậy. Nói tới đây mặt cô ta không khỏi đỏ lên, không ngờ nghĩ đến Trương Dương có thể sẽ dùng phương pháp cứu an ngữ thần để cứu trị mình, đây có lẽ là tính toán của thằng ôn này. Trương đại quan nhân cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trần Tuyết. Hắn cười nói, xem ra tôi lo xa rồi, có điều khi cô cần thì cứ nói với tôi một tiếng. Trần Tuyết hiển nhiên lại hiểu lầm ý tứ của hắn, mặt nóng lên, lông nghi đen dài rủ xuống, nói khẽ anh đi đi, để cho tôi nghỉ ngơi. Trương Dương đứng dậy muốn đi, Trần Tuyết lại nghĩ tới một chuyện, à, đúng rồi, bản dập đó trần tuyết nói ghi chép trên bản dập không liên quan tới sinh tử ấn nhưng người lưu lại bản dập này đã hao hết tâm tư lưu lại văn tự chắc đoạn văn tự đó khá quan trọng cô ta đưa bản dập cho trương dương để anh giữ đi trương dương nói để tôi cầm cũng vô dụng không có sinh tử ấn của cô nó chỉ là một cục đá trần tuyết nói về sau chúng ta sẽ chậm rãi nghiên cứu trương dương nghe cô ta nói như vậy thì trong lòng mừng như điên chẳng lẽ trần tuyết tặng mình vật đính ước ư Hắn cũng không nhiều lời, thu lại bản dập, ra bên ngoài thì nhìn thấy Liễu Đan Thần đang quét dọn sân, vội vàng đi tới, "Đan Thần, em sao không cẩn thận như vậy? Hiện tại nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng." Liễu Đan Thần cười nói, "Em đâu phải là Thiên Kim tiểu thư, đâu cần phải chiều chuộng như vậy." Trương Dương nói, "Anh muốn ra ngoài một chuyến." Liễu Đan Thần nói, "Anh yên tâm, em sẽ chiếu cố cho Trần Tuyết." Trương Dương cười nói, "Cũng phải nhớ rõ chiếu cố mình nhiều hơn." chương 2468, không phá thì không xây được bốn. Liễu đan thần gật đầu, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Trương Dương nhìn bộ dạng của cô ta, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới trong cơ thể liễu đan thần vẫn có cổ độc cấm chế, tuy rằng hắn rất muốn biết sư phụ của liễu đan thần là ai. Nhưng nghĩ tới điều kiện mình trước đó đã đáp ứng cô ta, cũng chỉ có thể từ bỏ. Trương Dương lo cho tần manh manh, vừa rồi gọi thì di động của tần manh manh tắt máy, hắn không biết tần manh manh lần này tới tần gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương Dương quyết định tự mình tới tần gia một chuyến để tìm người. Hắn vừa ly khai hương sơn biệt viện thì tần manh manh gọi điện thoại tới, nói với hắn mình không sao, đang trên đường trở về hương sơn biệt viện. Trương Dương lúc mới yên lòng, hắn thay đổi mục đích, lái xe tới văn gia. Trương Dương tới văn gia thì phát hiện văn gia đang có khách, lại là vợ chồng phó thủ tướng phó Hiến Lương và con trai phó Hải Triều, bọn họ lần này tới là để thăm La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh hôm nay tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, sáng sớm đang tản bộ ở trong sân, lúc này đang ở trong phòng khách tiếp đón khách nhân, nghe nói Trương Dương tới, La Tuệ Ninh vui vẻ không thôi. Bà ta Trương Dương giới thiệu với vợ chồng Phó Hiến Lương, đây là con nuôi của con nuôi Trương Dương. Trương Dương trước đó đã từng gặp Phó Hiến Lương, có điều ít có cơ hội nói chuyện với nhau. Đối mặt với nhân vật Phong Vân trên chính đàn này, biểu hiện ra của trương đại quan nhân vẫn rất tôn kính cung kính nói chào hảo phó cũng không phải hắn cố ý làm gần với phó hiến lương mà là đối với phó hiến lương quả thực không dễ xưng hô anh nếu như gọi hắn là thủ tướng phó vậy thì y hiện tại không phải chính thức anh nếu như gọi là phó thủ tướng phó thế có phải là liếu lưỡi không trương dương bỗng nhiên thầm nghĩ cái họ này không tốt lắm cả đời khó thoát khỏi được chức phó phó hiến lương rất nhiệt tình bắt tay với trương dương Cười nói, "Trương Dương, tôi đối với cậu cũng nghe danh đã lâu." Trương Dương nói, "Chú phó quá khen, tôi nào có danh khí gì." Phó Hiến Lương vỗ vai hắn, nói, "Tốt, tốt, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, về sau thế giới là của người trẻ tuổi các cậu, Hải Triều, Hạo Nam, về sau các cậu phải thân thiết với nhau hơn." Trương Dương và Phó Hải Triều, Văn Hạo Nam đều tự liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không thân được, bỏ qua một bên ân oán của mình và Phó Hải Triều không nói. Văn Hạo Nam này lại là một con sói mắt trắng, chuyên lấy oán trả ơn. La Tuệ Ninh nói, nguyên nhân gây bệnh của tôi vốn không nghiêm trọng, chỉ là bị ngoại giới khuyết đại, và lại những học giả chuyên gia của bệnh viện hiện tại đều chỉ biết lý luận suông, không có bản lãnh thật sự gì cả. Phó Hiến Lương nói, không sao là tốt rồi, anh quốc quyền đi nước ngoài chưa về, chắc hẳn mấy ngày nay cũng nhất định là tâm thần không yên. La Tuệ Ninh mỉm cười nói, tôi căn bản không nói với ông ấy, cũng không phải bệnh nặng gì, việc gì phải làm ảnh hưởng tới tâm thần của ông ấy. Phó Hiến Lương đối với La Tuệ Ninh là kính trọng từ nội tâm, làm quan không dễ dàng, nhưng làm nữ nhân sau lưng quan viên càng thêm không dễ dàng. Rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy sự phong quang bên ngoài, nhưng có mấy ai thực sự biết được những áp lực mà họ phải chịu. Phó Hiến Lương nghĩ tới mình, từ sau khi đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng, cơ hồ không có ngày nào là về nhà đúng giờ, với vợ cũng chẳng nói được mấy câu, là Tuệ Ninh tất nhiên cũng vậy. Những người này ở cùng nhau thì nhiều nhất là nói về con cái, Phó Hiến Lương nói, sao không thấy Tiểu Linh? Là Tuệ Ninh lạnh lùng nói, ra ngoài giải sầu rồi, mấy hôm trước vì tôi sinh bệnh, nó ngày đêm chiếu cố, tôi hiện tại khỏi rồi, bảo nói ra ngoài giải sầu, nghỉ ngơi một chút. Vợ Phó Hiến Lương nói, chị à, Tiểu Linh vẫn chưa có đối tượng, bộ trưởng lương của bộ đường sắt. Không đợi cô ta nói xong, là Tuệ Ninh đã cười cự tuyệt thôi. Tiểu Linh không đặt tâm tư vào chuyện này, Tôi là mẹ nó, vẫn muốn tôn trọng ý kiến của nó. Vẻ mặt của vợ Phó Hiến Lương có chút xấu hổ, Phó Hiến Lương cười nói, hiện tại người trẻ tuổi ai mà không tự do luyến ái, em còn tưởng rằng giống như trước đây, toàn là lệnh cha mẹ lời mai mối ư, em nếu có lòng thì thu phục con trai em đi đã rồi nói. Cả nhà bật cười, Trương Dương nói, Hải Triều huynh sắp kết hôn rồi nhỉ? Hắn bất thình lình phun ra một câu như vậy, khiến mọi người đều sửng sốt, hai vợ chồng Phó Hiến Lương đều không biết chuyện này. Liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm con trai có đối tượng ư, chúng ta sao không biết. Phó Hải Triều trong lòng mắng thầm Trương Dương, trước mặt cha mẹ không ngờ cố tính bới chuyện, có điều trong lòng hắn tuy rằng thầm oán, ngoài mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, mỉm cười nói, bản thân tôi còn không biết thì sao anh lại biết. Trương Dương cười nói, báo chí nói, nói anh gần đây đang theo đuổi Liễu Đan Thần, ngôi sao của viện kinh kịch. Phó Hải Triều trong lòng thầm ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Trương Dương. Thằng cha này đúng là thích bới chuyện, trước mặt cha mẹ mình thế không phải khiến hắn khó xử ư? Phó Hải chiều mỉm cười nói, chuyện báo nói ai mà tin được, tôi thì đọc một bài báo thấy nói hai chúng ta có mâu thuẫn, vì một hoa đán mà đánh nhau, ha ha, thì ra hoa đán trong miệng phóng viên là Liễu Đan Thần, tôi còn là lần đầu nghe nói tới tên của cô ta. Trương Dương cười nói, không đúng, tôi trước đó rõ ràng nhìn thấy hai người đi với nhau mà. Mọi người ở đây đã cảm thấy được mùi thuốc súng trong đối thoại của hai người, Phó Hiến Lương luôn luôn rất yên tâm với con trai mình, cho rằng hắn tuổi trẻ mà thành thạo, làm việc chu đáo, về phần hắn tìm ai làm bạn gái, tìm bạn gái kiểu gì thì chưa bao giờ chú ý tới. Trong lòng mẹ của Phó Hải Triều thì lại bắt đầu có chút không thoải mái, con trai mình sao lại đi dây dưa với một con hát, tuy rằng con trai phủ nhận, nhưng nhìn bộ dạng nói năng chắc nịch của Trương Dương cũng không giống như là nói dối. Phó Hải Triều nói, anh nhất định là nhầm người rồi, hiện tại báo chí đưa tin đúng là vô trách nhiệm. Văn Hạo Nam ở bên cạnh nói, không phải nói Liễu Đan Thần đã mất tích hư. Trương Dương, cậu hình như còn vì chuyện này mà bị cơ quan công an gọi tới điều tra, chuyện của cô ta có liên quan tới cậu ư. Cảnh sát sao lại hoài nghi cậu, thằng ôn này không tùy tiện mở miệng, nhưng vừa mở miệng liền ngay lập tức châm chích Trương Dương, không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Trương Dương căn bản không thèm quan tâm tới hắn, ánh mắt vẫn nhìn Phó Hải Triều, nói: "Liễu Đan Thần hình như không phải bỏ đi luôn, cô ta chỉ là không từ mà biệt, vừa rồi tôi mới nói điện thoại với cô ta xong." Trương Đại Quan Nhân không hề phủ nhận quan hệ của mình và Liễu Đan Thần, nhưng tin tức mà hắn rất thờ ơ nói ra lại khiến Phó Hải Triều cả kinh, Liễu Đan Thần đã mất tích nhiều ngày, hắn sâu trong lòng vẫn rất có hảo cảm với Liễu Đan Thần, sao lại về rồi? Nghe ý tứ của Trương Dương thì cô ta hình như không sao cả ngạc nhiên rất nhiều mà cũng cảm thấy có chút vui mừng la tuệ ninh nói đám trẻ tuổi này cứ ngồi với nhau là bàn về hoa đán không nói chính sự được à bà ta nhìn ra mâu thuẫn giữa trương dương và phó hải triều cho nên dùng một câu này để di rời đề tài của bọn họ phó hiến lương cười nói đúng vậy tôi nghe mà đau cả đầu chị chúng tôi cũng nên về rồi la tuệ ninh cũng không giữ lại đứng dậy tiến phó hiến lương nói chị đừng tiến cứ nghỉ ngơi nhiều đi mấy ngày nữa chúng tôi lại tới thăm chị. Là tuệ ninh bảo văn hạo nam tiến họ thay mình. Trương đại quan nhân không, chỉ đứng dậy, hắn đối với phó hiến lương cũng không có ác cảm gì, đương nhiên cũng không có hào cảm, dù sao người này cũng là đối thủ chính trị của cha nuôi mình, trong lòng trương đại quan nhân tất nhiên hướng về văn quốc quyền. Là tuệ ninh có chút oán trách nhìn trương dương, đứa nhỏ này, đang yên đang lành nhắc tới liễu đan thần làm gì. Trương đại quan nhân cười nói, mẹ nuôi, mẹ chắc hiểu con, con người của con rất nhỏ mọn, có thù ắt phải báo, tiểu tử phó hải chiều đó không phải thứ tốt đẹp gì. Liễu đan thần mất tích, hắn nói với cảnh sát là con có liên quan, chuyện này con không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu. Là tuệ ninh nói, việc gì phải làm thế vì một cô hoa đán, và lại, con đã có yên nhiên rồi, vẫn chưa thỏa mãn à. Trương Dương cười nói, không phải vì ai cả, mà là con nhìn hắn không vừa mắt, hắn rõ ràng quen liễu đan thần, nhưng vừa rồi mẹ cũng thấy đấy, không ngờ lại chối bay chối biến loại người như hắn nhân phẩm đúng là không ra làm sao cả la tuệ ninh lại nhớ tới con trai mình vừa rồi khi trương dương và phó hải triều dương thương múa kiếm hắn không ngờ đứng ra hát đệm hơn nữa giúp phía phó hải triều từ chuyện này có thể nhìn ra con trai không hề bởi vì trương dương cứu mình mà vơi đi lòng hận thù nghĩ đến đây la tuệ ninh không khỏi thở dài trương dương quan tâm nói mẹ nuôi mẹ có chỗ nào không thoải mái à la tuệ ninh lắc đầu nói khẽ tiểu linh đi rồi. Trương đại quan nhân rất rõ việc này, nói khẽ nói khẽ chị Linh đi đâu. Là tuệ ninh nói, nó nói đã nhìn thấu hồng trần, quyết định xuất ra. Trương dương ồ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, sau khi trải qua chuyện lần này, Văn Linh không còn khả năng khôi phục võ công, bất kể cô ta là Văn Linh cũng được. Kim Văn Linh cũng được, chắc là đã nản lòng thoái chí rồi, hạ quyết tâm chặt đứt gông xiềng hồng trần, đối với cô ta mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt chương 2469, nửa đêm dò xét một. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, mẹ vẫn luôn lo cho con, để chữa thương cho mẹ, con đã rất mệt mỏi, nghe Lý Vĩ nói con còn nôn ra máu. Trương Dương cười nói, con trẻ tuổi khỏe mạnh, chỉ hao tổn chút công lực mà thôi, phu ra chút máu cũng không sao, huyết khí rất phượng, thỉnh thoảng phun ra ít máu cũng có lợi cho sức khỏe. La Tuệ Ninh nhìn hắn, trong lòng rất cảm động, vỗ nhẹ lên mu u bàn tay hắn, mẹ lần này không phải sinh bệnh đúng không? Trương Dương vẫn luôn do dự rốt của có nên nói chân tướng với bà ta hay không, nghe bà ta như vậy như vậy, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mẹ nuôi, mẹ không phải sinh bệnh, mà là bị thương, có người dùng thủ pháp âm độc làm kinh mạch của mẹ bị thương, cho nên bác sĩ mới thúc thủ vô sách với bệnh tình của mẹ, cái này trên thực tế đã vượt quá phạm trù mà bọn họ có thể lý giải. Là tuệ ninh thở dài, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương khó có thể miêu tả, bà ta nói khẽ con nói thật với mẹ đi thương thế của mẹ có phải có liên quan tới tiểu linh hay không trương dương không nói gì hắn không muốn la tuệ ninh bởi vậy mà thương tâm hơn la tuệ ninh nói con không nói mẹ cũng biết nhất định là nó tiểu linh đã thay đổi rồi từ sau khi nó tỉnh lại đã không còn là nó nữa mẹ tuy rằng không biết trên người nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng mẹ hiểu con gái của mẹ vĩnh viễn không trở về nữa nói tới đây hai mắt la tuệ ninh không khỏi ươn ướt trương dương nói mẹ nuôi mẹ đừng quá thương tâm thật ra mỗi người đều có lựa chọn của mình la tuệ ninh gật đầu lúc nó từ biệt mẹ mẹ bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác tựa hồ con gái của mẹ đã quay lại thật ra trời cao đối với mẹ không tệ vốn mẹ căn bản căn bản không ngờ là nó còn có thể tỉnh lại trương dương nói mẹ nuôi mẹ không sao là tốt rồi con phải đi đâu đúng rồi ngày kia con sẽ trở về bình hải lần này tới là muốn từ biệt mẹ la tuệ ninh nhìn trương dương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quyến luyến cầm trương dương trương dương nói khẽ cả đám đều đi để mẹ cô đơn một mình trương dương cười nói mẹ nuôi mẹ nếu thực sự cảm thấy buồn thì tới bình hải chơi đi con nhất định sẽ dành thời gian tiếp mẹ la tuệ ninh nói trước năm mới thì không thể trương dương đứng dậy muốn đi la tuệ ninh lại gọi hắn lại trương dương mẹ nuôi la tuệ ninh nói nếu như hạo nam còn dám tìm con gây chuyện thì con cứ nói với mẹ trương dương cười nói biết rồi nhìn thấy sự ra đi của văn linh không hề tạo thành đả kích quá lớn đối với la tuệ ninh trương đại quan nhân mới yên lòng có lẽ trong lòng la tuệ ninh đã sớm chấp nhận sự thật mất con gái sau khi văn linh tỉnh dậy đã thể hiện đủ loại hành động quái dị khiến la tuệ ninh càng lúc càng xa lạ với cô con gái này bà ta tất nhiên là không tin chuyện có linh hồn của người khác xuyên qua vào trên người con gái trong mắt bà ta, con gái chỉ là sau khi sinh bệnh thì tính tình xảy ra thay đổi cực lớn, Trương Dương cũng không nói với bà ta chân tướng, không muốn để mẹ nuôi phải chịu đả kích nữa. Khi Trương Dương rời khỏi văn gia, vừa hay gặp văn hạo nam tiến cả nhà phó hiến lương quay lại. Trương Dương cười cười với hắn, đây cũng không phải là Trương Đại Quan Nhân chủ động làm lành với hắn, mà là Trương Đại Quan Nhân biểu hiện ra vẻ rộng rãi độ lượng. Trên mặt văn hạo nam không hề có một ý cười nào, cản đường Trương Dương, mày đừng tưởng rằng cứu được mẹ tao thì tao sẽ cảm kích mày trương dương nói tôi không cần sự cảm kích của của anh tôi làm người làm người không thẹn với lương tâm văn hạo nam nói không thẹn với lương tâm hay là trong lòng có quỷ thì chỉ có mình mới biết trương dương nói văn hạo nam tôi biết anh hận tôi tôi cũng không để ý sự cừu hận của anh đối với tôi nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu đừng để cừu hận vô vị che mắt anh có thể từ sự cừu hận đối với tôi phân ra một chút tinh lực chú ý tới mẹ mình không anh là con trai duy nhất của Văn gia, cha nuôi mẹ nuôi đối với anh vẫn luôn ký thác hy vọng rất lớn, hiện tại chị Linh đi rồi, trong nhà chỉ còn lại anh, anh chẳng lẽ không hiểu mình nên làm gì ư? Văn Hạo Nam hầm hầm nhìn Trương Dương, tao không cần mày dạy dỗ, mày là cái chó gì chứ? Trương Dương nói, tôi chẳng là gì cả, tôi cũng không định khiến anh coi trọng tôi, nhưng có một điểm anh phải nhớ kỹ cấp cho, nếu như anh dám cả gan làm ra những chuyện vô liêm sỉ khiến cha nuôi mẹ nuôi thương tâm, Tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh." Văn Hạo Nam nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày có tư cách ư?" Trương Dương cười ha ha, nói, "Trước đây tôi vẫn cho rằng anh thành thục hơn tôi, biết điều hơn tôi, nhưng hiện tại xem ra." Hắn lắc đầu, "Đúng rồi, anh một câu, đám phó hải triều, Trần An Bang không phải tốt lành gì đâu, anh thân thiết với họ quá cũng không có lợi gì đâu." Văn Hạo Nam vốn định chào phúng hắn vài câu, nhưng Trương Dương không cho hắn cơ hội, lướt qua người hắn. Văn Hạo Nam cúi đầu, lặng lẽ về phòng khách. La Tuệ Ninh nhìn thấy con trai tiến vào, vẻ mặt lạnh lùng, không tiến Trương Dương hà. Văn Hạo Nam nói, tự hắn có tay có chân, còn cần con tiện ư. La Tuệ Ninh chậm rãi đứng lên, tôi vốn cho rằng anh lớn như vậy rồi thì không cần tôi dạy dỗ nữa, nhưng hiện tại xem ra, anh căn bản chính là chẳng phân biệt được thị phi, thân sơ không rõ, người nào tốt với anh, người nào xấu với anh, anh căn bản không biết. Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì." La Tuệ Ninh nói, "Anh biết ư? Khi Phó Hải Triều và Trương Dương nói chuyện, anh vì sao nói đỡ cho Phó Hải Triều, anh cho rằng đó là cơ hội đả kích Trương Dương ư? Tôi thực sự không ngờ, ánh mắt của anh sao thiển cận tới vậy? Phó Hải Triều vì sao phát sinh xung đột với Trương Dương, mục đích của hắn là gì? Anh chẳng lẽ không hiểu rõ ư? Chuyện giữa cha hắn và cha anh chẳng lẽ anh không hiểu gì ư?" Văn Hạo Nam nói, "Mẹ, con đã làm gì?" con chỉ là nói sự thật mà thôi, bởi vì chuyện con hát kia mất tích, công an quả thực đã liệt trương dương vào đối tượng hiểm nghi, còn bởi vì chuyện này mà hạn chế hắn rời khỏi kinh thành, bằng không hắn sao lại ở kinh thành trong thời gian dài như vậy. Là Tuệ Ninh tức giận nói, trong lòng anh Trương Dương không có một điểm tốt nào, anh đã quên, lúc trước là ai đã cứu chị anh, là ai cứu cha anh, hiện tại là ai đã cứu tôi. Là văn ra chúng ta nợ Trương Dương, chúng ta thì làm gì được cho hắn anh dựa vào gì mà hận hắn văn hạo nam không nói gì la tuệ ninh lúc trước chuyện của tần manh manh là tôi phản đối là tôi bảo trương dương đi thăm dò cô ta có liên quan gì tới trương dương đâu anh muốn hận thì nên hận tôi mới đúng cho dù không có sự phản đối của tôi tần manh manh cũng không yêu anh anh để tay lên ngực tự hỏi đi lòng giả của anh có đủ rộng lớn hay không anh làm việc có đủ lý trí hay không anh tỉnh lại đi hạo nam chương 2470, nửa đêm dò xét 2. Bị cha mẹ quát mắng không chỉ có Văn Hạo Nam, Phó Hải Triều theo cha mẹ vào nhà, lập tức bị cha gọi vào thư phòng, Phó Hiến Lương vẻ mặt nghiêm túc nói, thế là sao? Phó Hải Triều cười bồi nói, cha à, sao là sao? Cha hỏi thế sao con hiểu được? Phó Hiến Lương tức giận nói, anh đừng có giả bộ hồ đồ với tôi, anh và Trương Dương rốt cuộc là có chuyện gì? Phó Hải Triều nói, không có gì, chỉ xảy ra chút hiểu lầm thôi. Phó Hiến Lương nói, hiểu lầm ư, bởi vì con hát đó à. Phó Hải Triều nói, không phải, cha đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Phó Hiến Lương nói, Hải Triều à, anh là con tôi, hiểu con không ai bằng cha, trong bụng anh có tính toán gì, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa thể qua được mắt tôi, tôi vẫn chưa già, vẫn chưa hồ đồ. Cha, sao cha lại nói thế, con cho dù gan lớn như trời cũng không dám giấu cha. Phó Hiến Lương nói, anh muốn lợi dụng ả hoa đán kia để kích thích Trương Dương. Trương Dương nếu như thiếu kiên nhẫn, làm ra hành động lỗ mãng gì, anh tóm lấy đê làm ẩm ý lên. Phó Hải Triều bị cha nói chúng tâm tư, trên mặt không khỏi nóng lên, hắn nói khẽ cha, con thừa nhận, con có những lúc quả thực cân nhắc không chu toàn. Phó Hiến Lương nói, người trẻ tuổi Trương Dương đó không đơn giản, người ngoài đều cho rằng hắn nhiệt huyết xung động, nhưng người ta làm việc vẫn cân nhắc trước sau đó, xung động cũng là trên cơ sở có thể xung động anh cho rằng một số việc anh làm gần đây tôi không biết à muốn người không biết thì trừ phi đừng làm trương dương có phải muốn kiện các anh ra tòa hay không phó hải triều cười nói đã giải quyết được rồi phó hiến lương nói giải quyết được rồi thì tốt làm gì anh đang nghĩ gì quan hệ của tôi và bác văn của anh thế nào chuyện giữa chúng tôi cần đám trẻ con các anh nhúng tay vào ư cha con sai rồi Phó Hiến Lương nói, anh vốn đã sai rồi, ra sự của người khác anh cố đừng có nhúng tay vào, hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, anh làm bất kỳ chuyện gì cũng phải có tâm nhãn. Khi Phó Hải Triều nghe thấy câu này trong lòng khẽ động, lời này của cha là có ý gì? Chẳng lẽ ông ấy đang ám chỉ Văn Hạo Nam và Trương Dương đã công khai hóa mâu thuẫn, tâm nhãn hơn rốt cuộc là ngầm đồng ý một số hành vi của mình hay là bảo mình đừng nhiều chuyện nữa? Trương Dương trở lại hương sơn biệt viện, nhìn thấy tần manh manh đã trở về, đang nói chuyện với liễu đan thần ở trong sân, hắn cười nói, đã về rồi à? Tần manh manh gật đầu nói, anh Dương, em có một số việc muốn nói với anh. Trương Dương gật đầu, liễu đan thần nói, mấy người nói chuyện đi, em đi thăm Trần Tuyết. Trương Dương ngồi xuống vị trí vừa rồi của liễu đan thần, mỉm cười nói, em rốt cuộc đã đi đâu? Làm hại bọn anh lo lắng cho em. Tần manh manh cắn cắn môi nói, ngày hôm qua Tần. Cô ta vốn định nói tên của Tần Hồng Giang, nhưng lời nói đến bên môi thì đổi thành, cha em tới tìm em. Trong đáy lòng tần manh manh, tần Hồng Giang vẫn là người tốt nhất với mình trong tần gia. Trương Dương nói, ông ấy cũng biết chọn lựa thời cơ đấy. Trong lòng hắn cũng hiểu được là Văn Linh báo tin. Tần manh manh nói, ông ấy nói một số chuyện với em, còn nói về sau sẽ không để người tần gia tìm em gây phiền toái nữa. Trong lòng Trương Dương có chút không cho là đúng, Tần Hồng Giang hiện tại mới ra mặt tỏ thái độ, sao không làm sớm y cũng chỉ là bởi vì kiều lão đã ra mặt bị ép cho nên mới không thể không làm vậy tần manh manh nói em lần này sau khi về nước mỹ về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa trương dương nói là ông ấy yêu cầu em như vậy à tần manh manh do dự một chút rồi vẫn gật đầu trương dương biết tần hồng giang sở dĩ đề xuất yêu cầu như vậy là vì lo lắng việc xấu trong nhà sẽ lộ ra ngoài nếu như chân tướng bại lộ tần ra bọn họ sẽ không còn mặt mũi nào lăn lộn trong quân giới nữa từ một góc độ khác cho thấy, điều này cũng thể hiện ra một mặt ích kỷ của Tần Hồng Giang. Quyết định rồi à, Trương Dương nói. Tần manh manh gật đầu nói, quyết định rồi, có điều em muốn để qua vài ngày nữa mới đi, trước tiên về Xuân Dương với anh thăm mẹ nuôi. Trương Dương mỉm cười nói, tốt. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng xe ô tô, không bao lâu sau liền nghe thấy người gõ cửa, Trương Dương đi ra mở cửa, liền thấy Vu Cường Hoa và Triệu Quốc Cường đang đứng ở ngoài cửa trương dương cười nói ngọn gió nào thổi vị đại nhân vị đại nhân tới đây vậy triệu quốc cường nói chấp hành nhiệm vụ trương dương nhìn thấy bọn họ cũng không mặc cảnh phục biết triệu quốc cường đang nói đùa với mình hắn cười nói trước tiên vào ngồi đi đã tần manh manh trong lòng vẫn luôn tồn tại một chút sợ hãi với người ngoài cô ta đứng dậy trở về tiểu lâu phu cường hoa nói trương dương tôi nghe nói đã tìm được liễu đan thần rồi trương dương cười nói tin tức của vu đại đội linh thông thật đang nói chuyện thì liễu đan thần từ bên trong đi ra cô ta cười nói không phải tin tức của anh ta linh thông là em chủ động đầu thú với cơ quan công an trương dương cười ha ha nói anh phạm vào tội gì sao dùng từ đầu thú nghiêm trọng thế liễu đan thần nói em chỉ chẳng qua là ra ngoài chơi quên báo cáo với lãnh đạo đơn vị không ngờ lại mang đến nhiều phiền toái như vậy cho các vị nhất là cho bí thư trương nghe nói cảnh sát đã coi anh là người hiểm nghi. Vu Cường Hoa nhìn Liễu Đan Thần, hắn trước đó đã thăm dò hiện trường, quả thực có dấu vết vật lộn, từ tình trạng ở hiện trường cho thấy, chắc là bắt cóc, nhưng mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có Liễu Đan Thần tự mình biết thôi, cô ta hiện tại đột nhiên xuất hiện trong nhà Trương Dương, hơn nữa rửa sạch hiểm nghi cho Trương Dương, nghĩ tới trước đó Liễu Đan Thần còn từng tố cáo Trương Dương, hai người này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy. Phu Cường Hoa nói, không sao là tốt rồi, lần sau Liễu Tiểu Thư ra ngoài nhất định phải nói rõ mình đi đâu. Đừng để xảy ra chuyện ầm ý như vậy. Trương Đại Quan Nhân gật đầu nói, đúng vậy, em ra ngoài chơi, anh thì bị công an bắt về hỏi, Chu Chí Kiên đó ba ngày thì hai lần tìm anh gây chuyện, Liễu Đan Thần, em chứng minh giúp anh, trả lại sự trong sạch cho anh. Triệu Quốc Cường và Vô Cường Hoa đều nhìn ra giữa bọn họ khẳng định có gì mở ám, có điều hai người cũng không có hứng thú với việc này. Trương Dương nói, hai vị nếu không có chuyện gì quan trọng thì buổi trưa ở lại ăn cơm đi. Triệu Quốc Cường gật đầu nói, tốt, có rượu thơm thức ăn ngon không? Liễu Đan Thần nói, tôi đi nấu cơm, lập tức có ngay. Trương Dương lần này đến kinh bởi vì ở lại quá lâu, cho nên mua không ít nhu yếu phẩm. Liễu Đan Thần rất nhanh đã làm xong bốn món, tần manh manh cũng tới giúp. Liễu Đan Thần khi xào rau, vừa mới đổ dầu vào nồi, thì lập tức buồn nôn, Vội vàng xoay người chạy tới ao nôn huệ. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 246.